Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4951 trên mặt hắn nổi trên những đường gân xanh, không khó để nhận ra hắn thật sự hận không thể giết chết Tiêu Chính Văn vào lúc này. Nhưng như hẳn đã nói, thế lực mạnh hơn con người, Tiêu Chính Văn chỉ cần động một ngón tay là có thể giết hắn, trong tích tắc có thể khiến máu của hắn bản xa năm bước. So với việc được sống tiếp, lòng tự trọng hay thể diện gì đó đều chẳng là gì cả. Tiêu Chính Văn chế nhạo, khế phất tay, một luồng sáng vàng bay ra khỏi cơ thể Điền Khải, sau đó, Điền Khải cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Các người đã nhìn rõ chưa? Đây chính là cách sống cúi đầu quỳ gối, các người muốn giống như hắn, quỳ xuống trước mặt đám người chư thiên thần giới giống như một con chó ham sống sợ chết, hay là muốn sống là con người ngay thẳng. Tiêu Chính Văn chỉ vào Điền Khải đang quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chất vấn. Chuyện này, mọi người nhìn nhau do dự. Nếu các người muốn sống hèn hạ như vậy thì thà chết đi còn hơn. Thật ra, tôi chỉ cần động một ngón tay là có thể giết hắn rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn giữ hắn đến ngày hôm nay? Không phải vì thế lực nước Tề, cũng không phải vì sợ nhà họ Khổng, mà là vì những người như hắn sống khác gì một con chó chứ. Loại hèn hạ như hắn thà chết đi còn tốt hơn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn quét qua mặt mọi người, tất cả đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Anh nói đúng, sống như Điền Khải quả thực sống không bằng chết. Đôi khi chúng ta phải trân trọng cuộc sống của mình, nhưng cũng có lúc, nhẫn nhục chịu ấm ức để bảo toàn mạng sống chưa chắc đã có được kết quả như mọi người mong muốn, mà ngược lại sẽ phải sống trong đau khổ vật vất cho dù là một con chó, nó cũng sẽ không tùy tiện vây đuôi với người lạ để cầu xin sự thương hại, huống chỉ là các vị môn chủ tông chủ như các người. Các người thật sự muốn giống như hắn, sống không bằng một con chó sao? Giọng Tiêu Chính Văn giống như tiếng sấm, nổ tung trong sâu thẳm trái tim mỗi người. Thật ra bất kỳ ai, kể cả người ăn xin cũng muốn sống có lòng tự trọng, ngay cả một con chó cũng không tùy ý cầu xin người khác. Làm như Điền Khải đương nhiên có thể sống tiếp, nhưng sống như vậy khác gì so với chết. Trần Ngạo bên cạnh không chịu nổi nữa, thấy đám người có mặt thật sự sắp nghe theo lời Tiêu Chính Văn, hắn lên tiếng, Tiêu Chính Văn, xem ra anh không muốn nể mặt nhà họ Trần chúng tôi nhỉ. Nể mặt, Tiêu Chính Văn chế nhạo, nhà họ Trần các người có mặt mũi gì trước mặt tôi chứ? Nể tình Trần Huy Tổ, tôi cảnh cáo nhà họ Trần các người lần cuối, tốt nhất là nên biết thân biết phận, nếu không, nói đến đây, Tiêu Chính Văn đột nhiên ngừng lại, nhưng sát khí xung quanh khiến không khí giảm giống cả chục độ. Nếu không thì sao? Trần Ngạo nắm chặt tay, bước lên hỏi. Chương 4952 nếu không, nhà họ Trần sẽ nhìn thấy kết quả mà các người không muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Anh, Trần Ngạo còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã quay người, nói với đám người trong sân, nếu các người muốn sống như một con chó thì ôi cũng không cản. Nhưng Tiêu Chính Văn tôi nguyện sống như anh hùng, chết thành quỷ kiệt. Nếu chư thiên thần giới có ý khai chiến, tôi nhất định sẽ đấu đến cùng. Hôm nay tôi tuyên bố, ai dám động đến Hoa Quốc và giới thế tục. Tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ tông môn người đó. Nhà họ Trần các người cũng không ngoại lệ. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây không chỉ là đang đe dọa nhà họ Trần mà còn thách thức cả chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn không những không giao ra sắt mẹ, mà còn công khai tuyên chiến với nhà họ Trần và chư thiên thần giới. Lẽ nào Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Chỉ riêng dạ ma thiên của chư thiên thần giới đã có sức mạnh khủng khiếp. Hay lắm, đúng lúc này, Ngụy Vinh Kỳ đứng bật dậy, võ tay nói, sống là anh hùng, chết cũng là anh hùng. Chư thiên thần giới dám bước vào nước Ngụy nửa bước, người nước Ngụy chúng tôi sẽ liều chết đến cùng. Ngụy Vinh Kỳ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí thế nói. Không ai ngờ Ngụy Vinh Kỳ lại công khai ủng hộ Tiêu Chính Văn vào lúc này. Hay, nói hay lắm, Trần Ngạo cười nhạo, sau đó võ tay ba cái. Ngay sau đó, vô số đệ tử nhà họ Trần tiến vào, bao vây toàn bộ đình viện. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tạm biệt. Tiêu Chính Văn nói xong liền dẫn theo Tân Lương Ngọc đi ra cửa. Thế sao lúc này, một ông lão mặc áo choàng đen ở cửa nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn với vẻ đầy sát khí, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trần Ngạo lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, ánh mắt đầy sát khí. Ngụy Vinh Kỳ khinh thường nhìn Trần Ngạo. Rồi phất tay nói với Long Cổ chúng ta đi.
Ngụy Vinh Kỳ và Tiêu Chính Văn một trước một sau đi về phía cổng nhà họ Trần. Thấy nhân vật chính đã rời đi, những người khác cũng lần lượt tìm cớ chào tạm biệt Trần Ngạo. Bây giờ chúng ta nên ở lại hay rời đi? Tông chủ của các tông môn nhỏ vô cùng hoang mang. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại thì hơn, mặc dù Tiêu Chính Văn có sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng một mình cậu ta có thể thành đối thủ của chư thiên thần giới sao? Thật ra rất nhiều thế lực nhỏ không có người chống lưng đều có suy nghĩ của riêng mình. Chương 4953 mặc dù Tiêu Chính Văn có sức mạnh phi thường, nhưng lần này, Tiêu Chính Văn không phải đối mặt với một người hay một thế lực, mà là cả chư thiên thần giới, là vũ trụ một phương. Một người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có thể chống đỡ nổi sao? Một mình khiêu chiến với cả vũ trụ một phương, khác gì tự tìm đường chết. Phân tích kỹ thì Tiêu Chính Văn trung quy cũng chỉ có một thân một mình, căn bản không có chỗ dựa, ồ mà cường thế của anh cũng chỉ là đối với tầng lớp thanh niên, so với chư thiên thần giới, Tiêu Chính Văn rõ ràng quá đối nhỏ bé. Không chỉ nhà họ Trần có dự cảm như vậy, gần như mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều thầm cảm nhận được vùng ngoài lãnh thổ, hoặc là nói cả địa cầu trong tương lai đều không thể bình lặng như khi trước nữa. Chỉ là, sau khi những người ở lại do dự một hồi thì vẫn lựa chọn rời đi. Mấy người thật sự muốn đi ư? Tiêu Chính Văn chỉ có một thân một mình, hơn nữa Ngụy Vinh Kỳ cũng nói rồi, chư thiên thần giới không đặt chân tới nước nguy thì hắn sẽ không ra tay, mấy người tin tưởng Tiêu Chính Văn tới vậy sao? Thấy lại có thêm một nhóm đông rời đi, mấy tông chủ còn lại vội vàng khuyên ngăn. Thế nhưng, những người dự định rời đi vô cùng kiên quyết, cho dù những người phía sau lưng nói cái gì thì đều chẳng buồn quay đầu lại mà bước ra khỏi nhà họ Trần. Trần Ngạo liếc nhìn đám người ở lại, hài lòng gật đầu. Mặc dù Ngụy Vinh Kỳ và cả đám thế gia vẫn lựa chọn đứng về phía Tiêu Chính Văn, nhưng cũng có không ít người ở lại. Mấy người sẽ cảm thấy may mắn khi đã có một quyết định đúng đắn, Tiêu Chính Văn chẳng thể quay lại đế khư được nữa. Các vị, hôm nay chúng ta hãy uống cho thỏa thích, sau này cùng nhau hưởng thụ vinh hoa thời thịnh. Trần Ngạo nói rồi giơ ly rượu trong tay lên và cười lớn. Điền Văn bày ra vẻ mặt khổ sở cùng ly với Trần Ngạo, uống cạn ly rượu mạnh giống như uống nước đăng. Cậu chủ Văn, anh không cần phải lo lắng quá đâu. Chắc hẳn mọi người đều biết Hàn Tín nhỉ, người này từng chịu mối nhục phải bỏ qua háng người khác, thế nhưng sau này thì sao? Không phải Vân đứng trên thiên hạ đó sao? Chỉ cần còn thực lực thì vẫn có thể khôi phục và phát triển, sau này anh nhất định có thể rửa sạch mối nhục khi trước. Trần Ngạo vỗ lên bả vai Điền Văn, an ủi vài câu. Những lời này của hắn khiến cho Điền Văn cảm thấy dễ chịu hơn không ít, giống như, Trần Ngạo đã nói, chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống thì ai có thể bảo đảm sau này hắn không thể vượt qua được Tiêu Chính Văn. Không thể trả lại cho Tiêu Chính Văn gấp 10, gấp trăm lần mối nhục ngày hôm nay. Các vị, tôi vẫn còn chút việc nhỏ cần đi xử lý, mọi người cứ vui vẻ, không say không về nhé. Trần Ngạo chắp tay nói với đám người, sau đó bước nhanh về phía cổng lớn. Thật ra trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ Trần Ngạo chắc chắn là muốn đi truy sát Tiêu Chính Văn. Chúc cậu chủ Trần chiến thắng trở về. Điền Văn ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt phấn khích. Chương 4954 Trần Ngạo quay đầu liếc nhìn Điền Văn, bình thản cười nói tôi đi rồi về. Thật ra cho dù Trần Ngạo không nói, mọi người đang có mặt cũng hiểu rõ hôm nay nhà họ Trần không thể bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đã khiến cho nhà họ Trần bị mất mặt ở trên chính địa bàn của họ, nếu như nhà họ Trần không bắt Tiêu Chính Văn trả giá thì sau này còn ai coi nhà họ Trần ra gì nữa đây? Trần Ngạo, cậu muốn làm gì? Trần Huy Tổ tiến lên trước chặn đường đi của Trần Ngạo. Cút ra, nơi này không có chỗ cho ông lên tiếng. Trần Ngạo lạnh lùng liếc nhìn Trần Huy Tổ. Ở nhà họ Trần, ngay cả người làm cũng có địa vị hơn Trần Huy Tổ, Trần Ngạo đâu coi Trần Huy Tổ ra gì. Tôi nhắc nhở cậu một câu, cậu Tiêu không đơn giản như cậu nghĩ đâu, loại người này cậu tốt nhất đừng động tới, nếu không hậu quả, bốp. Trần Huy Tổ còn chưa nói hết câu, Trần Ngạo đã vung tay giáng cho ông ta một cái tát rất kêu, nói cút. Vừa nói dứt lời, Trần Ngạo đi thẳng mà chẳng buồn quay đầu. Theo Trần Ngạo thấy, Trần Huy Tổ chính là một tên phế vật, Tiêu Chính Văn đó chẳng qua chỉ có cảnh giới thiên cảnh cấp 3 nhỏ bé mà thôi, hắn đường đường là cao thủ nguy tiên đỉnh cao, nên chẳng coi loại người như Tiêu Chính Văn ra gì. Còn về hậu quả mà Trần Huy Tổ nói, trong lòng Trần Ngạo hoàn toàn khinh thường.
Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ căn bản không có nền móng gì, điểm này nhà họ Trần đã điều tra rõ từ lâu, cho dù hẳn giết Tiêu Chính Văn thì cũng sẽ không có ai đứng ra báo thù cho Tiêu Chính Văn. Trần Ngạo cùng với vài người nháy mắt đã đuổi kịp Tiêu Chính Văn vừa mới đi tới ranh giới giữa Thành Thiên Khu và Thành Thiên Đô. Bốn bên là núi non chập trùng, chính là một chiến trường tốt nhất. Thật ra Tiêu Chính Văn đã đoán được Trần Ngạo sẽ truy sát tới từ lâu, vậy nên mới cố tình đi chậm lại. Cảm nhận được binh lính truy đuổi sau lưng đang dần áp sát, Tiêu Chính Văn và mấy người Tần Lương Ngọc dừng bước, thậm chí Tiêu Chính Văn còn quay đầu nhìn về phía mấy người Trần Ngạo đang lao tới. Soạt, đúng vào lúc này, đỉnh núi dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện một lá cờ hình đầu lâu. Tiếp theo đó, uy áp mạnh mẽ cứ thế đổ ập về phía mấy người Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc. Khi một tia sáng màu tím lóe lên, Trần Ngạo xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Lúc này, trong tay Trần Ngạo cầm giáo Thích Thiên, trên người khoác giáp vàng, áo choàng màu đỏ máu sau lưng tung bay theo gió, uy phong lẫm liệt. Đôi mắt đó của hắn thâm sâu như biển, sát khí giống như màn sương mù chậm rãi tản ra. Lúc này, hắn rõ ràng giống như một thiên thần hạ phàm đứng chắn trên đường đi của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh Vân ngây thơ cho rằng có thể bình an trở về sau khi đã ăn nói hỗn xược ở nhà họ Trần chúng tôi sao? Chương 4955 Trần Ngạo giơ tay lên, giáo Thích Thiên cứ thế lao thẳng ra. Giáo Thích Thiên sáng chói vô tận, ánh sáng sắc lạnh trên mũi giáo giống như vì sao trên bầu trời, vô cùng chói mắt. Soạt, nơi nào mũi giáo đi qua, ngay cả hư không cũng bị xé toang ra. Thậm chí một góc trời cũng bị mũi giáo này làm cho chấn động tới độ vụn vỡ so với những địch thủ mà Tiêu Chính Văn từng gặp khi trước mà nói, chiến lực của Trần Ngạo quả thực không có đối thủ. Trong tay hắn là, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, trong lòng nhủ thâm không ổn. Rất rõ ràng, giáo Thích Thiên trong tay Trần Ngạo cũng có lai lịch không tầm thường, chỉ dựa vào khí tức viễn cổ đó đã có thể đoán ra được đây chắc chắn là thần binh. Có lẽ cũng là một món đồ cổ. Có điều cũng chỉ có thể coi là cao cấp mà thôi. Căn bản chưa tới ngưỡng thần giới, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Dẫu sao tuyệt phẩm trong thế gian cũng chỉ có hạn, kiếm tân vương, cây giáo bá vương và thanh giáo giải liệt long màu đỏ đều thuộc vào hạng tuyệt phẩm, còn giáo Thích Thiên này rõ ràng vẫn còn thấp hơn một bậc. Có điều, với cảnh giới nguy tiên đỉnh cao, cộng thêm giáo Thích Thiên thì quả thực không thể xem thường. Trần Ngạo một tay cầm kiếm. Mũi kiếm di chuyển chỉ thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Trần Ngạo mang theo nỗi căm hận ngút trời, khắp người bừng bừng sát khí, ngay cả đất trời cũng phải biến sắc theo. Tới được cảnh giới như hắn ta là đã có thể tùy ý mượn uy thế của đất trời một phương để hình thành nên uy áp tuyệt đối, cho dù không ra tay thì cũng sẽ tạo nên áp lực rất lớn cho đối thủ. Loại uy thế này, ngay cả Sở Giang Vương một trong số thập điện Diêm Vương của âm phủ cũng phải chịu lép phết đạt đến nguy tiên đỉnh cao thì đã có thể dùng ý nghĩ để kết nối với ý chí của đất trời, vậy nên đất trời một phương này gần như đều là địa bàn của Trần Ngạo. Ở nơi này, hắn ta giống như một vị thần sáng thế, mỗi một ngọn cỏ nhành cây, thậm chí ngay cả không khí cũng hoàn toàn do hắn kiểm soát. Trần Ngạo nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt lạnh tanh, ánh mắt đó giống như đang nhìn một con kiến hay một cái xác vậy. Đây chính là nguy tiên đỉnh cao trong truyền thuyết, Tần Lương Ngọc cũng cảm nhận được sức ép tới từ đất trời, chỉ dựa vào ý chí chiến đấu bất khuất, vẫn đang khổ sở chống đỡ. Nếu như không có Tiêu Chính Văn chắn bớt quá nửa sức ép thì e rằng chưa cần ra tay Tần Lương Ngọc đã bị sức ép này nghiền nát luôn rồi. Xoa Tô Lý Bạch tung ra một nhát kiếm, ông ta vốn định thông qua nhát kiếm này chặt đứt sức mạnh trói buộc giữa đất trời, thế nhưng không ngờ lại bị Trần Ngạo tiện tay nghiền nát thanh kiếm dài trong tay ông ta. Lồng kiếm khí đó cũng theo đó mà tản đi mất. Cách biệt thực lực giữa đôi bên quá lớn, Trần Ngạo là nguy tiên đỉnh cao, mà Lý Bạch thì chỉ là đế cảnh mà thôi. Giữa đôi bên ít nhất phải cách nhau mười mấy bậc cảnh giới nhỏ, cho dù có 100 Lý Bạch thì cũng không địch lại được sức mạnh từ một lần chỉ tay của Trần Ngạo. Chương 4956 Trần Ngạo khẽ cười lạnh lùng, nói Chính Văn, bảo người của anh đừng giảng co vô ích nữa đi. Tôi đã điều tra qua rồi. Trước đây anh dám hống hách với các thế lực lớn chẳng qua chỉ là vì anh cậy có tàn hồn của Hạng Vũ mà thôi. Hiện giờ tàn hồn của ông ta đã tiêu biến, anh cũng chẳng còn con át chủ bài nào để tung ra nữa rồi. Trần Ngạo vì nằm được điểm này nên mới dám tới giết Tiêu Chính Văn, hơn nữa vào một ngày trước, hẳn đã bố trí trận pháp ở đây, và lại sau lưng hẳn còn có 6 cao thủ thiên cảnh của nhà họ Trần trợ lực.
Cục diện chết chóc trước mắt này đối với Tiêu Chính Văn mà nói đã không phải thập tử nhất sinh nữa mà là chết chắc. Anh chắc chứ? Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, lạnh lùng hỏi. Hừ, còn dám cố làm ra vẻ. Chết đi cho tôi. Trần Ngạo vừa dứt lời thì giáo Thích Thiên trong tay cũng giống như rồng lớn vượt biển, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài đâm tới, trời đất thay đổi, mặt đất sụp đổ. Mặt đất dưới chân Tiêu Chính Văn lần lượt nứt thành rất nhiều khe hở. Lẽ nào đây mới là sức chiến đấu thật của Ngụy Tiên, lúc này Tân Lương Ngọc cũng trợn to mắt, không dám tin nhìn Trần Ngạo. Chỉ là uy lực của một giáo mà đã có thể khiến mắt đất nứt toạc, đây là uy lực đáng sợ đến mức nào. Tiêu Chính Văn lại không tỏ vẻ gì cả, ngược lại rất bình tĩnh khi đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này. Chỉ tùy ý giơ tay lên, sức ép khủng khiếp đó bị Tiêu Chính Văn chặn lại. Hừi, Tiêu Chính Văn, anh đánh giá cao mình quá rồi. Cho dù anh thế nào cũng không đỡ được đòn tấn công này đâu. Nói rồi Trần Ngạo lại lần nữa đâm mạnh thanh giáo dài trong tay ra. Suốt, thoáng chốc vô số tinh quang hội tụ về phía mũi giáo, chớp nhoáng tựa hồ không còn là một ý thanh giáo dài nữa mà là một dòng sông sao. Tải app NLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trần Ngạo như thể nắm giữ cả dòng sông sao đâm về phía Tiêu Chính Văn. Những vầng sáng chói mắt, đôi mắt sắc bén, sát khí đáng sợ đánh về phía Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó một luồng kiếm quang xé toạc không gian lao đến. Kiếm quang phát sáng chia trời đất làm hai đánh gãy cả hư không. Thậm chí ngay cả không gian và thời gian cũng trở nên méo mó trong một kiếm này, còn Trần Ngạo cũng sửng sốt, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa. Trần Ngạo tay cầm thanh giáo dài, vội thu lại thế tấn công, lập tức lùi về sau mấy trăm mét để né nhát kiếm đó. Trần Ngạo, tuổi còn nhỏ mà đã ngông nghênh, ai cho cậu lá gan đó? Một chất giọng khá dày vang lên từ đằng xa, sau đó một tay Vương Hử cầm kiếm, chân bước trên tia sáng bước đến. Ê đằng sau ông ta là mấy người Hác Bá và Sa Anh cũng chạy đến chiến trường. Y Vương Hử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4957 Trần Ngạo làm như không nhìn thấy những người khác, chỉ nhìn đến Vương Hử. Trong số những người ở đây chỉ có Vương Hử mới có thể khiến hắn kiêng dè, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không lọt vào mắt hắn. Xem như cậu cũng thức thời, nhận ra tôi, Vương Hử chỉ lạnh lùng đáp. Vương Hử ở địa vị đẳng cấp nào chứ? Trước đây trải qua ba triều đại, dẫn dắt vài thời đại. Ngay cả đệ tử của ông ta cũng là người có thể tiêu diệt một quốc gia chỉ trong phút chốc, chút bản lĩnh của Trần Ngạo chẳng là gì với Vương Hử cả. Nếu không phải mấy năm nay cảnh giới của Vương Hử đã giảm thì một kiếm lúc nãy đủ để chém chết Trần Ngạo rồi. Hừ, Vương Hử, ông nghĩ ông vẫn còn ở 1000 năm trước sao? Nếu thời gian quay lại 1000 năm, tôi vẫn còn nể ông mấy phần, tiếc là bây giờ ông đã không còn mạnh như trước nữa. Bây giờ tôi và ông đều là Ngụy Tiên đỉnh cao, mà ông lại đã lớn tuổi, không muốn chết thì cút đi cho tôi. Trần Ngạo hét lên, thanh giáo dài trong tay lại phát ra ánh sáng. Nhưng hắn vừa dứt lời, cả người Vương Hử bỗng mờ nhạt đi, ngay sau đó Vương Hử đã xuất hiện phía sau Trần Ngạo. Vút, Vương Hử chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, một đòn tấn công rơi xuống. Dù sao Vương Hử cũng từng là cao thủ cảnh giới chân tiên. Dù cảnh giới đã giảm xuống nhưng cú đánh này cũng có uy lực không hề nhỏ. Bồng chốc trong tay ông ta như thể có thêm một đám mây lượn lờ, sức mạnh vô song đánh xuống. Dầm, chỉ một cú đánh, Trần Ngạo đã không thể né. Thậm chí ngay cả Trần Ngạo cũng không ngờ cách tấn công của Vương Hử lại kỳ lạ như thế. Bốp, một cú chưởng đánh vào sau gáy Trần Ngạo khiến hắn lảo đảo mấy bước về phía trước, nôn ra một ngụm máu. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn cũng ra tay, một con rồng màu tím bay lên rồi lao thẳng về phía mấy vị cao thủ thiên cảnh đằng sau Trần Ngạo. Mấy vị cao thủ thiên cảnh nhà họ Trần thấy Tiêu Chính Văn chủ động đánh mình đều nở nụ cười nhạo. Sáu người họ ai nấy cũng là cao thủ thiên cảnh trên cấp 3, cùng cảnh giới với Tiêu Chính Văn nhưng họ đã dừng lại cảnh giới này mấy ngàn năm rồi, hậu bối Tiêu Chính Văn sao có thể so sánh với họ được. Trong mắt họ, mọi hành động lúc này của Tiêu Chính Văn chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng khi hai bên đánh nhau, mấy người trước đó không xem Tiêu Chính Văn ra gì đều cảm thấy hoảng hốt. Mấy người đó gần như cảm nhận được khí tức nguy hiểm.
mấy người này đều là trợ thủ của nhà họ Trần, mặc dù họ đã bị nhà họ Trần ẩn giấu mấy ngàn năm nay, không có danh tiếng gì nhưng ai nấy cũng đều là cao thủ đỉnh cấp trên cảnh giới thiên cảnh cấp 3. Có thể nói họ là bí mật của nhà họ Trần, cũng là con dao trong tay nhà họ Trần. Chương 4958 nhưng khi họ đối diện với đòn tấn công của Tiêu Chính Văn thì lại cảm nhận được khí tức chết chóc đang ép chặt đến gần họ. Đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn cũng không khác cao thủ cảnh giới ngụy tiên là mấy. Tên này có vấn đề, đừng sơ suất, mọi người cùng lên giết hắn. Một người dẫn đầu hét lớn lên, sau đó hợp lực với 5 người còn lại bao vây lấy Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó bên Vương Hử và Trần Ngạo cũng nổ ra một trận chiến sinh tử. Mặc dù Trần Ngạo không thể nào bằng Vương Hử về sức chiến đấu nhưng trong lúc này Vương Hử cũng không thể để tâm đến bên Tiêu Chính Văn được. Cũng như thế Trần Ngạo không thể thoát ra để giúp mấy người nhà họ Trần kia, lúc này cũng rơi vào trong trận chiến. Cứ thế toàn bộ cục diện đã xảy ra sự thay đổi lớn. Chỉ một cú đánh trả, mấy người nhà họ Trần đã bị Tiêu Chính Văn đánh lùi về sau mấy mét, thậm chí thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện lúc này đã vô cùng gần với ngụy tiên đỉnh cao. Lão già chết tiệt, lẽ nào ông không lo Tiêu Chính Văn sẽ chết trong tay trợ thủ của nhà họ Trần kia sao? Trần Ngạo nghiến răng nói. Vừa lao vào đánh nhau, hắn đã bị rơi vào thế yếu, dĩ nhiên hẳn biết mình không phải là đối thủ của Vương Hử, nếu cứ đánh tiếp, chỉ cần một lúc thôi nữa khó đảm bảo sẽ không bị thương nặng. Thế nên mới lấy sự an nguy của Tiêu Chính Văn để phân tán sự chú ý của Vương Hử. Mặc dù mấy người Tân Lương Ngọc cũng muốn đến giúp nhưng thực lực của 6 vị trợ thủ nhà họ Trần đều là thiên cảnh cấp 3 đỉnh cao, không phải là người mà họ có thể địch lại. Bỗng chốc gia nhập vào trận chiến chỉ khiến Tiêu Chính Văn lo trước lo sau, ngược lại thành phiền toái. Nhưng Vương Hử lại chỉ cười nhạo, không thèm nhìn sang bên Tiêu Chính Văn một cái, dù sao ông ta cũng đã tự mình kiểm chứng thực lực của Tiêu Chính Văn, chỉ riêng mấy con chó săn của nhà họ Trần thì không thể làm gì Tiêu Chính Văn được. Cậu vẫn nên nghĩ đến mình thì hơn, mấy người đó, 90% không về được đâu, Vương Hử lạnh lùng nói. Hừ, 6 trợ thủ nhà họ Trần tôi hợp sức lại giết một mình Tiêu Chính Văn thì cứ thẳng tay giết thôi, Trần Ngạo măng. Dù hẳn bị Vương Hử quấn chặt lấy nhưng hắn biết rõ thực lực của 6 vị trợ thủ của nhà họ Trần, chỉ một mình Tiêu Chính Văn không thể nào là đối thủ của 6 người đó. Trần Ngạo vừa dứt lời. Tiêu Chính Văn đã đánh một cú va chạm vào đòn tấn công của một nhân tài trợ thủ dẫn đầu, sau đó cả người bay ra ngoài, giơ tay lên đánh vào một trợ thủ khác. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn đã đánh liên tục mấy đòn, đánh gục hết 6 vị trợ thủ của nhà họ Trần. Trợ thủ nhà họ Trần dẫn đầu vung tay lên, áp đảo trời đất, một cú đánh như trời sắp sập, Tiêu Chính Văn cười khẩy, vung tay lên, rồng lớn bay ra va chạm với cú đánh của ông ta. Trợ thủ nhà họ Trần bị chấn động lùi về sau mấy mười bước, cánh tay tê lại. Không thể nào, trợ thủ nhà họ Trần lộ ra vẻ không dám tin, ông ta không ngờ đối phương lại có thể đỡ được một chưởng của ông ta. Chương 4959 sở dĩ ông ta dùng chưởng đánh với Tiêu Chính Văn là vì cảnh giới của ông ta cao hơn Tiêu Chính Văn, thế nên một chưởng này có thể khiến Tiêu Chính Văn không thể thoát được. Nhưng Tiêu Chính Văn bá đạo đến mức nào? Đối mặt với một chưởng tuyệt thế của ông ta, anh lại không hề nao núng mà thẳng thừng vung đòn nghênh đón, ngược lại Tiêu Chính Văn chiếm ưu thế trong trường hợp này. Không thể nào, tuyệt đối không thể, cậu chỉ là một hậu bối, sao có sức chiến đấu mạnh như thế, mấy trợ thủ còn lại của nhà họ Trần đều tức giận nói. Một trợ thủ trong đó tay cầm thanh kiếm này vung lên trời lao về phía Tiêu Chính Văn giống như một con rồng màu trắng bạc. Đòn tấn công này có thể gọi là tuyệt thế nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ, vung tay lên, kiếm Tần Vương đã nằm trong tay anh, sau đó vung một kiếm ra gần như chém nứt trời đất, uy lực diệt thế tung lên. Đòn tấn công có khí thế vô biên. Mặt đất dưới chân Tiêu Chính Văn gần như nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy, thoáng chốc đất núi rung chuyển như thể trời đất đang lắc lư. Tiêu Chính Văn đánh một cú. Thanh kiếm dài trong tay trợ thủ nhà họ Trần đứt gãy thành vô số mảnh sắt rồi văng ra trên không trung, cánh tay cầm kiếm của ông ta cũng nổ tung. Cùng lúc đó lại có thêm một trợ thủ nhà họ Trần cầm tòa tháp sắt thẳng lên trời rồi đánh tới. Tiêu Chính Văn thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ giơ ngón tay lên. Rầm! Xung quanh xuất hiện một vầng sáng màu chảng bạc, ngón tay này làm chấn động cả vũ trụ, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu méo mó.
Bụp. Một tiếng động vang lên, tháp sắt cao vạn trượng đó sụp đổ. Ông ta còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã tiến đến một bước, mang theo vô số tàn ảnh đánh thẳng đến chỗ trợ thủ nhà họ Trần này. Mỗi bước đi của Tiêu Chính Văn sẽ hiện rất nhiều hoa sen màu vàng, ánh sáng tỏa ra xung quanh, tất cả chiêu thức của sáu trợ thủ nhà họ Trần đều bị hóa giải không còn gì vào ngay lúc này. Chân bước hóa hoa sen vàng, quy chân, trợ thủ dẫn đầu đó không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Xem như ông biết nhiều đấy. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó tiến ra một bước. Âm, ánh sáng màu vàng gần như che phủ khắp màn trời, uy lực khủng khiếp từ trên trời rơi xuống bao phủ mấy trợ thủ nhà họ Trần trong uy lực khủng khiếp đó. Phụt, sáu người đều nôn ra máu cùng lúc. Mọi người hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn. Anh chưa đến 30 tuổi mà đạo cảnh sao có thể cao như thế? Chỉ một bước đã sắp khiến trời đất vũ trụ trên đỉnh đầu họ sụp đổ. Chương 4960 chỉ có người lĩnh hội được chân đế cảnh giới quy chân mới có thể làm được điều này. Dù là mấy lão già sống mấy ngàn năm cũng không thể lĩnh hội được cấp bậc cao như thế này chứ nói gì đến Tiêu Chính Văn vẫn chưa 30 tuổi. Có thể nói Tiêu Chính Văn là thiên tài đỉnh cấp độc nhất từ vạn cổ đến giờ. Thế tử hay cậu chủ chiến quốc gì đó đều không đáng được so với Tiêu Chính Văn. Khi mấy người này vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ thì Tiêu Chính Văn đã vung tay lên, một con rồng màu vàng bay thẳng vào tầng mây. Hùi tiếng rồng gầm vang vọng khắp nơi, khí thế ngút trời bỗng chốc giáng trần lao thẳng đến chỗ sáu người đang ngây ngốc đứng đó. Phụt phụt phụt, khí tức bảo vệ của mấy người này lập tức bị xuyên thấu như thể không có vật gì ngăn cản khi đối mặt với con rồng vàng cực lớn này. Kim Long xuyên qua cơ thể sáu người này. Không chỉ sáu người sửng sốt mà ngay cả Trần Ngạo cũng há hốc mồm. Chuyện, này sao có thể, Trần Ngạo ngây ngốc. Bây giờ cậu cũng nên nhận ra rốt của cậu ngu ngốc thế nào rồi chứ, Vương Hử cười khẩy. Nhưng ngay sau đó ngay cả Vương Hử cũng kinh ngạc. Chỉ thấy rồng xuyên qua cơ thể, một hình thái cực âm dương che phủ cả bầu trời, hai luồng khí tức sinh tử chia làm hai, tất cả sinh khí trên người sáu trợ thủ nhà họ Trần gần như đều bị rút cạn trong thoáng chốc. Tử khí đen kịt phủ xuống từng lớp như xương, tiếp xúc với cơ thể mấy người này. Không, Trần Ngạo không khỏi hét lên thành tiếng, nhưng lúc này hắn nói gì cũng đã muộn rồi, sáu trợ thủ đó đã không còn sinh khí nữa, bỗng chốc đã trở thành sáu thi thể rơi xuống từ trên không trung. Cả hiện trường đều yên lặng đến cực điểm, đồng thời vô số ánh sáng màu đen phủ khắp trời, thậm chí mưa máu tanh nồng rơi xuống. Cường giả thiên cảnh tận mạng rồi. Ngay cả trời đất cũng đang bật khóc. Sáu cao thủ thiên cảnh cấp 3 cứ thế bị Tiêu Chính Văn chém chết. Cả quá trình nói thì dài nhưng thật ra vẫn chưa đến 3 giây, thậm chí Tiêu Chính Văn còn chưa tung ra con bài cuối cùng thì mấy người này đã trở thành thi thể. Ngay cả Vương Hử cũng thầm nhíu mày, bản lĩnh như thế đúng là có thể so được với lão quân năm đó. Huyền ê khống chế hai khí sinh tử có nghĩa là năm được quyền sinh tử của mọi sinh linh trên thế gian. Cho dù là ai cũng không thoát khỏi luân hồi sinh tử. Người trong võ thuật vốn dĩ là chống đối lại sinh tử bằng tu vi của mình, hơn nữa có thể kéo dài thọ nguyên của mình đến vô hạn. Nhưng cho dù còn bao nhiêu thọ nguyên, chỉ cần mất đi sinh khí đều có thể trở nên khô héo. So với các cách thức trước kia của Tiêu Chính Văn, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Chương 4961 tước đoạt sinh khí của người khác thì có thể vô hình chung giết được kẻ địch trong vòng hàng ngàn mét. Điều này khác với trận pháp và thuật pháp thông thường, là sự tồn tại gần bằng thần minh. Lý Bạch, nói với tiền bối một tiếng, người như Trần Ngạo nên xử lý thế nào, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng lạnh lùng nhìn Trần Ngạo. Chuyện này, không đợi Vương Hử lên tiếng, Lý Bạch thản nhiên cười nói, tiền bối không cần lo, dĩ nhiên không thể lấy mạng chó của hắn. Nhưng phế hắn chắc không có vấn đề gì. L dù sao thế lực của nhà họ Trần vẫn còn đó, bây giờ giết Trần Ngạo cũng chẳng có lợi cho ai, nhưng tước bỏ tu vi của Trần Ngạo, phản ứng của nhà họ Trần cũng sẽ không quá mức gay gắt. Vương Hử hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, ngay sau đó Vương Hử như thay thành một người khác, thế tấn công vô cùng sắc bén đánh về phía Trần Ngạo. Chỉ thấy Vương Hử giơ tay lên là có uy lực hủy diệt trời đất xuất hiện. Đòn tấn công này khiến thanh giáo dài trong tay Trần Ngạo rơi ra khỏi tay, văng cách đó hàng ngàn mét. Luồng khí màu tím quấn chặt lấy Trần Ngạo, sau đó sức mạnh khủng khiếp đánh vào đan điền của hắn. Phụt, Trần Ngạo nôn ra máu rồi văng ra xa,
rơi xuống chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vung tay lên đánh mạnh vào sau gáy Trần Ngạo. Cú đấm này khiến cột sống của Trần Ngạo gãy thành ba đoạn. Tân Lương Ngọc ở bên cạnh vung tay thêm một chưởng nữa đánh vào ngực Trần Ngo. Phụt, Trần Ngạo lại nôn ra một ngụm máu. Cả người hẳn còn chưa rơi xuống đất, Lý Bạch cũng đánh vào trên bụng Trần Ngạo một cái. Cú đấm này khiến Trần Ngạo rơi xuống, ngã mạnh về hướng mặt đất. Hẳn còn chưa rơi xuống đất, Long Hình đã đấm vào hông Trần Ngạo, cú đấm này khiến xương sườn của Trần Ngạo gãy nát. Giác, âm thanh vang lên rõ to, Trần Ngạo kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trần Ngạo còn chưa kịp ngồi dậy, Long Ngao đã đạp lên mặt hắn khiến đầu hắn lún xuống đất. Dám giết Long Vương, mày đúng là điếc không sợ súng. Nói rồi mũi chân Long Ngạo lại dùng sức khiến đầu Trần Ngạo lại lún xuống mấy tấc nữa. Trần Ngạo không ngờ mình lại bị một người chẳng có tên tuổi như vậy đạp vào mặt. Đây đúng là nỗi nhục nhã. Tiếc là dù hắn có tức đến mức nổ ra khó cũng không có tác dụng. Đan điền của hắn đã vỡ, hơn nữa quanh người đều bị Vương Hử cấm chế, lúc này đã không còn sức đánh trả. Chương 4962 nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài của nhà họ Trần, hơn nữa từ trước đến giờ đều là đối tượng đào tạo trọng điểm của nhà họ Trần, dù là mấy quản lý cấp cao của các thế lực lớn cũng không dám vô lễ với hắn. Nhất là lúc nấy. Các trưởng môn và các gia chủ cùng lãnh đạo cấp cao của các gia tộc lớn ở cả Đông Vực đều cung kính với hắn, mới chỉ thoáng chốc đã bị người ta dẫm đạp lên mặt sỉ nhục, sao hắn có thể nuốt được cơn giận này? Tiêu Chính Văn, bọn mày đáng chết, nhà họ Trần chắc chắn sẽ đuổi giết chúng mày đến tận cùng, Trần Ngạo tức giận gào lên, âm thanh kinh thiên động địa, vang vọng cả Đông Vực. Sự việc tới lúc này mà mày còn dám điên cuồng. Xem ra ban nấy dạy dỗ mày vẫn còn chưa đủ. Long Ngao vừa nói vừa giơ chân lên, đạp mạnh vào trên mặt Trần Ngạo. Nếu đổi lại là bình thường, Long Ngao căn bản chẳng thể khiến cho Trần Ngạo bị thương, thế nhưng đáng tiếc là bây giờ Trần Ngạo không chỉ có đan điền rách nát mà ngay cả tu vi bên trong cơ thể cũng bị Vương Hử giam cầm. Trần Ngạo lúc này chẳng khác gì so với một người bình thường, sao có thể đỡ nổi một cú đá của Long Ngao. Khu, cả gương mặt của Trần Ngạo đều bị giẫm nát. Chỉ riêng ngũ quan đã không thể phân biệt được là người hay là một con chó. Tao cho mày thêm một cơ hội để nói lại, có điều cũng chỉ có cơ hội lần này nữa thôi, lần sau sẽ không chỉ có mặt bị đánh nát mà cả người mày đều sẽ không còn một khúc xương nào hoàn chỉnh. Long Ngao nói rồi lại giơ chân lên đạp mạnh lên trên người Trần Ngạo. Chỉ trong nháy mắt, trên người Trần Ngạo đã xuất hiện vô số miệng vết thương. Không để cho Trần Ngạo gào lên thành tiếng thì Tân Lương Ngọc đã tung ra một cú đấm. Đánh cho nửa thân người của hắn trở thành tàn phết. Trần Ngạo chẳng thể chịu đựng nổi nữa, phát ra những tiếng gào rú thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Mấy người cứ đợi đó cho tôi nhất định bắt tất cả mấy người phải trả giá bằng tính mạng. Hắn vừa nói dứt lời, Lý Bạch lại giáng thêm một cú đấm thật mạnh lên trên người Trần Ngạo. Một loạt âm thanh xương gãy truyền tới, ngay cả Vương Hử cũng không khỏi quay người đi, chẳng thể nhìn thêm nổi nữa. Trần Ngạo lúc này đã co rúm trên đất. Không ngừng run rẩy, tiếng gào rú khi trước lúc này cũng đã biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt. Long Ngao lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Ngạo, nói, hôm nay chỉ dạy cho mày một bài học nho nhỏ, còn có lần sau thì sẽ khiến mày biến thành đống thịt vụn. Long Ngao vừa nói vừa nhấc Trần Ngạo lúc này đang trong tình trạng thừa sống thiếu chết lên khỏi mặt đất. Không đợi Trần Ngạo có phản ứng gì, Lý Bạch đột nhiên vung tay, ánh sáng sắc lạnh lóe lên, cắt đứt hai bên cổ tay của Trần Ngạo. Trần Ngạo vốn đã sắp sửa mất đi ý thức lại phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Nhớ cho kỹ, chúng tôi không phải bố mẹ anh, không có ai nuông chiều anh đâu. Vừa dứt lời, Lý Bạch lại giơ chân lên đá, Trần Ngạo giống như một cái túi rách, bị đạp ra xa mười mấy mét, cơ thể nặng nề tiếp đất. Chương 4963 mặc dù cho tới bây giờ Trần Ngạo vẫn chưa chết, thế nhưng cũng đã bị đánh thoi thóp. Long Vương, anh xem. Long Ngao quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đánh tiếp, Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra hai chữ. Nghe thấy lời này, ngay cả Vương Hử cũng không khỏi quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Trần Ngạo giờ đã bị giày vò đến mức không còn hình người, Tiêu Chính Văn lại vẫn bảo mọi người ra tay tiếp với Trần Ngạo, như vậy cũng quá cay nghiệt rồi nhỉ. Trần Ngạo bị đánh thừa sống thiếu chết lúc này càng không còn sức lực. Khi hắn nghe thấy câu nói đó của Tiêu Chính Văn thì gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù hẳn đã có tính toán từ trước,
dẫu có sơ sẩy thì Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không dám giết hẳn, thế nhưng sự cay độc của Tiêu Chính Văn cũng khiến cho trái tim Chân Ngạo phải run rẩy. Ngay sau đó, đám người do Long Ngao cầm đầu lại tiếp tục vây đánh Chân Ngạo. Cuối cùng, thật sự giống như Long Ngao đã nói, trên người Chân Ngạo đã chẳng còn tìm thấy được một khúc xương hoàn chỉnh nào nữa, lúc này mọi người mới dừng tay lại. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Chân Ngạo đã giống như một đống thịt nát, khẽ gật đầu với mọi người. Lúc này Long Ngao mới vẫy tay gọi hai người làm của nhà họ Trần cùng đi theo lại, chỉ tay vào Trần Ngạo rồi nói với hai người đã sợ tới độ mặt mày trăng bệch từ lâu, khiêng hắn về nhà họ Trần đi. Còn nữa, sau này nếu như còn dám động vào chúng tôi thì chắc chắn chỉ còn đường chết. Nói xong, Long Ngao giơ chân lên đá Trần Ngạo lăn ra xa mấy trăm mét. Ở một diễn biến khác, đám người vẫn đang ở nhà họ Trần đợi Trần Ngạo đều ngập tràn hy vọng rằng Trần Ngạo có thể mang đầu Tiêu Chính Văn trở về. Không ít người còn vừa uống rượu vừa bàn tán sau khi Tiêu Chính Văn chết thì nên phân chia địa bàn đế khư ra sao. Bên ngoài cũng đã có không ít người hay tin, Trần Ngạo ở cảnh giới Nguy Tiên đỉnh cao đã dẫn theo 6 trợ thủ của nhà họ Trần đi truy sát Tiêu Chính Văn. Ở trong mắt mọi người, lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Dẫu sao cũng là Nguy Tiên đỉnh cao tự mình ra tay, Tiêu Chính Văn có mạnh tới đâu thì cũng có thể so bì được với Nguy Tiên đỉnh cao hay sao. Lần này Tiêu Chính Văn e là lành ít dữ nhiều rồi, theo tôi được biết, mặc dù Trần Ngạo không bằng Trần Phong nhưng cũng là thiên tài thuộc hạng nhất nhì trong nhà họ Trần. Hơn nữa, 6 trợ thủ đó cũng đều có thực lực thiên cảnh cấp 3, chỉ một mình Tiêu Chính Văn thì căn bản không đủ sức chống trải khi không ít người đang bàn tán xôn xao thì đồng thời cũng nghĩ tới thánh địa có 102 đế khư kia của Đông Vực, tiếp theo đây e rằng sẽ phải trải qua cuộc tranh giành đẫm máu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiêu Chính Văn đối đầu với xu thế chung chứ trách xảo được người khác. Không ít người cũng góp lời hùa theo. Trong lòng bọn họ, Tiêu Chính Văn phản kháng chư thiên thần giới chẳng khác gì đang chống lại xu thế chung, đồng thời cũng đang thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã đưa ra lựa chọn chính xác. Họ tin rằng sau khi Tiêu Chính Văn chết, không chỉ có đế khư phải phân chia lại mà cả Đông Vực cũng sẽ trải qua một lần tắm máu cực lớn. Chương 4964 nhà họ Trần này quả nhiên có thực lực khủng bố, cũng chả trách lần này nhà họ Trần lại ra mặt phách lối uy hiếp cả Đông Vực như thết vào lúc mọi người đang cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết thì một tiếng hô gấp gáp vang lên, hai tên người làm nhà họ Trần đột nhiên phá cửa lao vào trong sân giống như kẻ điên. Trên chiếc xe đẩy phía sau lưng bọn họ còn có một đống thịt nát máu thịt lẫn lộn. Chỉ có thể từ tiếng hô hấp yếu ớt của Trần Ngạo để đoán ra hắn còn sống mà thôi. Thế nhưng đã không còn nhìn ra được hình người nữa rồi. Vào lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh hoàng mà đổ mồ hôi lạnh, người nhà họ Trần vội vàng lao ra trước kiểm tra cẩn thận vết thương của Trần Ngạo. Y vừa nhìn, gần như tất cả người nhà họ Trần đều mặt mày tái mét. Mau đi thông báo với cụ tổ, cậu chủ xảy ra chuyện lớn rồi. Người đứng đầu vội vàng gào lên với mấy người bên cạnh. Bởi vì quá gấp mà giọng của người nói trở nên cực kỳ chói tai. Người nhà họ Trần đều phẫn nộ tới cực điểm khi hay tin Trần Ngạo bị đánh tàn phế. Nửa ngày sau, trên bầu trời nhà họ Trần mây đen kín mít, từng tia sét cứ thế xé ngang nền trời. Trên bầu trời, một nam thanh niên mặc đồ trăng chân đạp trên tia sáng, đi tiến về phía khoảng không phía trên nhà họ Trần. Nam thanh niên này có phong thái uy nghiêm, cả gương mặt toát lên khí chất cao ngạo, mái tóc dài tung bay phía sau lưng. Nhất cử nhất động của hắn đều giống như hòa vào làm một với tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí còn cho người ta một loại ảo giác hắn chính là đất trời một phương. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hắn chính là thiên tài đáng sợ mà nhà họ Trần vẫn luôn che giấu, Trần Phong. Trần Phong có phong thái như thiên thần giáng thế, khí tức đàn áp tứ phương khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Hắn từ từ bay thấp xuống và đặt chân lên khoảng sân của nhà họ Trần. Sau đó hắn tiến thẳng tới sân sau của nhà họ Trần. Bên trong hồ diễn sinh ở sân sau, máu tươi đang chảy rất mạnh và ánh lên sắc máu tanh nồng. Chú hai, Trần Phong vừa tới sân sau đã hô lên một tiếng về phía hồ diễn sinh. Cụ tổ nhà họ Trần ngồi cách hồ diễn sinh không xa mang vẻ mặt âm trầm, trên mặt đã ngập tràn sát khí. Ánh mắt của Trần Phong hướng thẳng vào bên trong hồ diễn sinh, lúc hắn nhìn rõ bên trong hồ diễn sinh có một đống thịt nát đang không ngừng quay theo máu loãng thì không khỏi kinh hô một tiếng, cụ tổ, đây là, không sai. Đây chính là Trần Ngạo,
Cụ tổ nhà họ Trần nghiến răng đáp lời. Nếu như không phải thông qua khí tức có thể xác nhận đống thịt nát này là Trần Ngạo thì ngay cả cụ tổ nhà họ Trần cũng chẳng thể nhận ra được hẳn. Chương 4965 cụ tổ, vậy sáu trợ thủ bảo vệ chú ấy thì sao? Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng sắc lạnh, sát khí mạnh mẽ bộc phát. Chết rồi, cụ tổ nhà họ Trần nói với sắc mặt hết sức u ám. Thông qua lời kể của hai tên người làm, cụ ta đã hiểu được toàn bộ những gì xảy ra khi đó. Đây là lần đầu tiên có người dám giết người nhà họ Trần, còn giết luôn cả sáu trợ thủ của nhà họ Trần. Đây rõ ràng chính là đang khiêu chiến với cả nhà họ Trần. Là ai, ai khiến cho em trai tôi bị thương thành như vậy, Trần Phong nói với giọng điệu vô cùng sắc bén. Là Tiêu Chính Văn, cụ tổ nhà họ Trần run rẩy nói. Đừng nói là bây giờ, dù là lúc đại đường thịnh thế, có ai dám bất kính như vậy với nhà họ Trần. Đi thông báo với bốn cận vệ giết chết Tiêu Chính Văn, trả mối hận này cho em trai tôi. Trần Phong lạnh lùng gào lên, khắp người sát khí ngút trời. Không phải Trần Phong không muốn ra tay tiêu diệt Điện Thần Long mà là với cục diện bây giờ thì Điện Thần Long đã chẳng thể tùy tiện tiêu diệt được nữa. Ồ, không chỉ có Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đang quan sát nhất cử nhất động của Điện Thần Long, ngay cả rất nhiều nhân vật lớn thời kỳ thượng cổ cũng chú ý tới Điện Thần Long. Nếu như lúc này tùy tiện ra tay chém giết Điện Thần Long thì sẽ chỉ khiến cho các phương cảm thấy bất mãn về nhà họ Trần. Vậy nên Trần Phong chỉ có thể lùi lại một bước, giết chết một mình Tiêu Chính Văn, báo thù cho Trần Ngạo, đồng thời cũng để cho bên ngoài trông thấy kết cục của việc đắc tội với nhà họ Trần. Ở một diễn biến khác, hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên bên trong Chư Thiên Thần Giới đang cùng nhau thưởng trà. Hả, Hồng Ấn đột nhiên nhíu mày, sau đó chậm rãi đặt tách trà xuống. Sao thế, Dạ Ma Thiên quay đầu nhìn về phía Hồng Ấn bên cạnh. Ôi xem ra tới cuối cùng chúng ta vẫn phải ra tay với Tiêu Chính Văn, Hồng Ấn khẽ thở dài một tiếng. Nếu như còn có lựa chọn khác, ông ta bằng lòng tha cho Tiêu Chính Văn, hoặc là nói ông ta căn bản không muốn có xung đột trực diện với Tiêu Chính Văn. Hừ, nên ra tay từ lâu rồi, một kẻ tiểu bối trong thế tục, ngay cả những người ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không coi cậu ta ra gì. Chúng ta việc gì phải sợ cậu ta, Dạ Ma Thiên lạnh lùng nói. Rất rõ ràng, trong lòng ông ta vẫn còn cảm thấy rất căm hận Tiêu Chính Văn vì chuyện của Ngạo Dương. Chúng ta đi thôi, Hồng Ấn đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Một giây sau, hai người bọn họ đã bay lên trên hư không. Bên phía đế khư, Tiêu Chính Văn cũng đã có chuẩn bị chu toàn, một mặt đưa đại đa số mọi người trở về Hoa Quốc từ trong con đường bí mật. Một mặt khác cũng khởi động hộ sơn đại trận. Duy chỉ có Vương Hử ở lại canh giữ đế khư, còn Tiêu Chính Văn một mình tới âm phủ. Chương 4966 thật ra Tiêu Chính Văn làm như vậy cũng có ý giáng họa cho người khác, dẫu sao điều Tiêu Chính Văn không hy vọng nhìn thấy nhất là thế tục Hoa Quốc gặp phải đại nạn. Tạm thời chưa bàn tới việc bên phía nhà họ Trần sẽ báo thù ra sao, chỉ riêng mấy người Hồng Ấn. Để giành lấy sát mẹ chắc chắn cũng sẽ theo sát Tiêu Chính Văn như hình với bóng. Thông tin Tiêu Chính Văn tới âm phủ lan truyền khắp đông vực rất nhanh, không ít người đều kinh ngạc vì điều này. Cho dù muốn trốn chạy thì cậu ta cũng nên chạy về thế tục Hoa Quốc mới phải, sao lại chạy tới âm phủ vậy chứ? Lẽ nào cậu ta muốn giáng họa cho người khác sao? Thế nhưng giữa cậu ta và âm phủ có mối thù máu đó chưa chắc, đại tướng Dạ Xoa của âm phủ khi trước cũng bị Dạ Ma Thiên đánh cho trọng thương. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Không ít người đều đang rì rầm bàn tán. Hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên vừa đi được nửa đường thì đã hay tin Tiêu Chính Văn thâm nhập vào âm phủ. Tên Tiêu Chính Văn này cũng có chút toan tính đấy. Cậu ta biết rõ chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, vậy nên mới lập tức tháo chạy tới âm phủ. Tới nơi đó, thực lực cũng chúng ta cũng sẽ bị áp chết. Hồng Ấn đoán được ý đồ thực sự của Tiêu Chính Văn. Dẫu sao khi trước Tiêu Chính Văn cũng từng tiến vào âm phủ, hơn nữa còn làm dấy lên những đợt sóng lớn ở nơi này. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại gióng trống khua chiêng tiến vào âm phủ, rõ ràng có mang theo mấy phần khiêu khích. Âm phủ, biết được tin này, Trần Phong đang lao như bay tới cũng không khỏi nhíu mày. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh cho rằng tới âm phủ là có thể trốn được kiếp nạn này sao? Hừ... Cho dù anh có chạy tới chân trời thì Trần Phong tôi cũng nhất định phải tiến anh lên đường. Giọng nói của Trần Phong vang vọng khắp bốn phương chỉ trong nháy mắt, khi sấm chớp. Đan xen cùng với mây đen, cánh cửa lớn thông tới âm phủ cũng bị vô vàn thiên lôi đánh vỡ.
hàng vạn ánh hào quang xuất hiện, Trần Phong khí thế bừng bừng giết về phía lối vào âm phủ. Đúng vào lúc này, một thanh kiếm dài màu đỏ lao qua ngang trời, ánh kiếm chiếu xuống chèn ép bốn phương. Vô vàn tia sáng màu bạc từ trên trời chiếu xuống, một người đàn ông mặc đồ đen tiến ra trước một bước và giết về phía lối vào âm phủ. Hồng Ấn liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen, nhíu mày nói, Dạ Ma Thiên, chuyến đi này của Lăng Phùng e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Ngạo Dương ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, Lăng Phùng tới âm phủ, thực lực chắc chắn sẽ sụt giảm đi nhiều, sao có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn được đây? Chương 4967 người đàn ông mặc đồ đen đó chính là đại đệ tử Lăng Phùng của Dạ Ma Thiên. Hồng Ấn không chỉ đang lo lắng cho an nguy của Lăng Phùng mà còn lo lắng lỡ như Tiêu Chính Văn bị hắn giết chết, vậy thì sát mẹ thuộc về ai cũng sẽ trở thành một vấn đề khó nhăn. Ở một bên khác, bốn hộ vệ của nhà họ Trần cũng đồng thời giết về phía âm phủ. Mấy người Tân Lương Ngọc đang dẫn theo tất cả mọi người của đế khư trở về Hoa Quốc. Lúc này, Long Kinh đã là đêm muộn, dưới sự dẫn dê của mấy người Long Hình, mọi người tìm đến tập đoàn Vi Nhan. Long Vương bảo tất cả chúng ta trở về, lỡ như bên phía đế khư có chuyện gì thì biết phải làm sao đây, Long Hình không yên tâm nói. Mấy người cũng coi thường cậu Tiêu quá rồi, chắc chắn cậu ấy đã có sắp xếp từ trước, hơn nữa tôi cảm thấy đối phương không thể công đánh vào đế khư trước, dẫu sao nơi đó cũng có Vương Hử trấn giữ. Ngược lại, thế tục Hoa Quốc mới có khả năng trở thành mục tiêu thứ hai của bọn họ, Lý Bạch khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Có lẽ là không đâu. Theo như tôi được biết, vào lúc chúng ta vừa rời khỏi đế khư, cậu Tiêu đã đi tới âm phủ, 80% là muốn dẫn dụ ngọn lửa chiến tranh về phía đó. Như vậy dù là người của chư thiên thần giới hay người của nhà họ Trần thì ai còn có tâm trạng giết vào thế tục nữa. Viên Thiên Canh trầm giọng phân tích. Lúc này, mấy người Hồng Ấn, Dạ Ma Thiên và cả 5 người nhà họ Trần đã tiến tới lối vào âm phủ. Hoặc là nói, hai nhóm bọn họ đã đánh tới thành Uông Tử. Sau khi tiến vào âm phủ, bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng áp chế của đất trời một phương này đối với bọn họ. Thế nhưng bên trong đoàn người bọn họ, ngoại trừ bốn hộ vệ của nhà họ Trần gia thì có ai không phải là người hết sức tự phụ. Cho dù âm phủ là núi đao biển lửa, bọn họ cũng dám liều mình xông vào, huống hồ đối với bọn họ mà nói thì âm phủ cũng chưa chắc là núi đao biển lửa. Đừng thấy Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên đều là người của chư thiên thần giới mà lầm. Sự hiểu biết về âm phủ của họ vẫn hơn Trần Phong rất nhiều. Dẫu sao bao nhiêu năm trở lại đây, hẳn vẫn luôn được nhà họ Trần che giấu, gần như chưa từng trải nghiệm ở bên ngoài, mặc dù có thực lực tuyệt đỉnh, thế nhưng xét tới kinh nghiệm giang hồ thì hắn quả thực mới chỉ ở cấp nhị đồng mà thôi. Lý mặc dù Dạ Ma Thiên cũng là lần đầu tới vùng ngoài lãnh thổ, nhưng khi trước từng giao đấu với đại tướng Dạ Xoa, hơn nữa còn đánh cho ông ta bị trọng thương luôn, vậy nên mới càng không coi âm phủ ra gì. Lúc này, bên phía âm phủ, hai người Tiêu Chính Văn và Đầu Nguyên Thánh Mẫu đang trên đường. Lần này Tiêu Chính Văn gióng trống khua chiêng tới âm phủ, vẫn là mượn thân xác của Hạo Thiên. Trước mặt chính là Phong Đô, chúng ta vẫn nên thật cẩn thận, dẫu sao nơi đó cũng là địa bàn của Thập Điện Diêm Vương. Đầu Nguyên Thánh Mẫu cảnh giác nhìn về phía Phong Đô. Mặc dù ngoài mặt Thập Điện Diêm Vương đã không còn bất cứ lực kiểm soát gì với âm phủ, thế nhưng bọn họ vẫn chiếm cứ vị trí số một bên trong âm phủ. Chương 4968 đứng lại. Mấy người là ai? Lẽ nào không biết nơi này là cấm địa Phong Đô sao? Một âm binh chặn đứng đường đi của Tiêu Chính Văn và Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Cậu đi báo với đại tướng Dạ Xoa một tiếng, cơ hội để ông ta báo thù tới rồi. Đờ Đầu Nguyên Thánh nữ tiến lên trước một bước, bình thản nói. Mấy người Hồng Ấn sau khi vào thành Uông Tử mới cảm nhận được sự bất an. Tử khí của nơi này thật sự quá nồng đậm, cho dù bọn họ đều tới từ chư thiên thần giới, nhưng lại hết sức nhạy cảm với tử khí. Trần Phong đi theo sau lưng hai người bọn họ lúc này cũng cảm nhận được sự áp chế tới từ đất trời của nơi này. Mấy người bọn họ vốn dĩ tới để đoạt lại sát mẹ trong tay Tiêu Chính Văn, vậy nên ở trước cổng thành Uông Tử do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng, liều mình đi về phía thành Uông Tử. Một khi đặt chân vào thành Uông Tử thì chẳng khác gì tiến vào âm phủ thực thụ. Nơi này quả nhiên không giống với vùng ngoài lãnh thổ, ngay cả đạo trời cũng hoàn toàn trái ngược với thế giới bên ngoài, Hồng Ấn cảnh giác nhìn khắp xung quanh, trầm giọng nói.
Sức áp chế của đất trời nơi đây rõ ràng có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung, đặc biệt khi bọn họ đều xông vào âm phủ với thân xác thật sự của bản thân thì cảm giác áp bức này càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Thế nhưng không thể không nói, thực lực của mấy người bọn họ cực kỳ siêu nhiên, ai nấy đều là nhân vật đỉnh cao, mặc dù bị đất trời nơi đây áp chế nhưng cũng chưa thể khiến cho bọn họ lùi ra sau nửa bước. Chẳng phải chỉ là chút áp chế của đất trời thôi sao, ba người chúng ta liên thủ lại, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh của âm phủ thì cũng không dám tùy tiện tiến lên trước, Dạ Ma Thiên tự cao nói. Vừa dứt lời, Dạ Ma Thiên là người đầu tiên bước tới cổng thành Uông Tử, cả người tràn ngập khí thế. Kể từ khi có sự tồn tại của âm phủ, gã là người đầu tiên dám coi thường âm phủ như vậy. Quan trọng nhất là gã còn dùng thân thể mình xông thẳng vào âm phủ, cho nên lúc bước vào thành Uông Tử đã bị tử khí vô tận vây quanh. Dạ Ma Thiên choáng váng một giây rồi tỉnh lại ngay sau đó. Dù sao gã cũng là người có thực lực, một lớp khí tức bảo vệ cơ thể nhanh chóng được tạo ra, chặn những tử khí kia. Ngay cả cường giả thiên cảnh cũng chưa chắc có thể chống chọi lại khí tức đáng sợ đó, cho dù là Ngụy Tiên cũng phải thận trọng, nhưng Dạ Ma Thiên lại không thèm quan tâm đến loại áp chế vô hình này mà bước vào thành Uông Tử. Vô số linh hồn bay tới, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị khí tức bảo vệ của Dạ Ma Thiên biến thành xương khói. Thấy Dạ Ma Thiên xông vào thành Uông Tử, Trần Phong và Hồng Ấn cũng nhanh chóng theo sau. Thành Uông Tử là cánh cổng đầu tiên của âm phủ. Nơi đây tập trung gần như toàn bộ vong hồn, từng trận gió tà thổi mạnh, bầu không khí trở nên âm u. Ba người vừa bước ra khỏi thành Uông Tử, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng hình đứng kiêu hãnh trên sườn núi. Chương 4969 lúc này, Tiêu Chính Văn xuất hiện ở âm phủ dưới dạng thần hồn nên không hề bị áp chế. Tiêu Chính Văn, Hồng Ấn lập tức đề cao cảnh giác. Trận chiến cuối cùng này khó mà tránh khỏi, Hồng Ấn cũng không muốn nhiều lời. Vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn, sức mạnh trong cơ thể ông A đã bùng phát. Thậm chí rất nhiều âm hồn xung quanh cũng bị luồng khí tức mạnh mẽ này đánh tan thành khói, hồn bay phách lạc. Nói rõ ra, Tiêu Chính Văn chưa từng chính thức giao đấu với Hồng Ấn, lần ở núi Bách Long, hai người họ cũng chỉ lướt qua mà thôi. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa ai biết được thực lực thật sự của Hồng Ấn. Nhưng ông ta lại dám một mình đến vùng ngoài lãnh thổ. Điều này đủ để thấy trong lòng Hồng Ấn vẫn biết chừng mực, nếu không, ngộ ngỡ bị đám cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ bao vây thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Và lại, bản thân Hồng Ấn cũng là thiên tài hàng đầu của một tông môn lớn trong chư thiên thần giới, không có người bình thường nào có thể sánh bằng. Lúc Trần Phong nhìn thấy Tiêu Chính Văn, sát khí càng mãnh liệt hơn. Trần Ngạo đã bị Tiêu Chính Văn đánh thừa sống thiếu chết, còn bị phế bỏ đan điền. Nhà họ Trần mấy khi phải chịu sỉ nhục như thế nào? Quan trọng hơn là nhà họ Trần vốn xuất thân từ chư thiên thần giới, sau hàng nghìn năm phát triển và lớn mạnh đã trở thành anh hùng ở vùng ngoài lãnh thổ. Bây giờ lại mất hết thể diện trong tay Tiêu Chính Văn, Trần Phong sao có thể để yên cho Tiêu Chính Văn được? Vì vậy, Trần Phong không nhiều lời với Tiêu Chính Văn mà rút kiếm ra, thanh kiếm lóe lên một tia sáng sắc lạnh, những âm hồn xung quanh bị ánh kiếm lạnh lẽo này ép lui mấy trăm mét. Trần Phong vung kiếm chĩa vào Tiêu Chính Văn. So với hai người họ, Dạ Ma Thiên bình tĩnh hơn nhiều. Gã thấy trong trận chiến này, gã không cần phải ra tay thì Trần Phong và Hồng Ấn cũng đủ để giết Tiêu Chính Văn rồi. Cảnh giới của Tiêu Chính Văn quá thấp, hơn nữa còn xuất hiện dưới hình thức thần hồn, cho nên không phải là đối thủ của hai người họ. Ngược lại, sau khi đánh giá Tiêu Chính Văn một cách thận trọng, Hồng Ấn nói, Tiêu Chính Văn, tôi không muốn trở mặt với cậu. Chúng ta có thể bình tĩnh thương lượng. Khí tức quanh người Hồng Ấn thay đổi, tiêu tan gần hết tử khí xung quanh, kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn. Thương lượng, được thôi, Tiêu Chính Văn cười nhạo nhìn Hồn Ấn. Có gì để đàm phán với hắn chứ? Chẳng phải hẳn đã nói thà chết đứng còn hơn sống quỷ sao? Trần Phong nói với vẻ bừng bừng sát khí. Tôi khuyên anh làm người không nên kích động, sẽ không tốt cho anh đâu. Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Hừ. Anh có tư cách gì để thương lượng với chúng tôi? Lẽ nào đến bây giờ, anh vẫn chưa rõ tình hình sao? Dạ Ma Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Sư phụ của anh có lẽ là Ngọc Kiếm Thiên Quân nhỉ? Tiêu Chính Văn quan sát Dạ Ma Thiên. Chương 4970 cái tên này Tiêu Chính Văn biết được từ Hắc Bá. Nghe nói người này có sức chiến vô cùng mạnh, đã từng đấu với Bạch Khởi 3 ngày 3 đêm không phân thăng bại,
chỉ riêng điều này đã đủ để thấy Ngọc Kiếm Thiên Quân là nhân vật hung ác. Nếu anh đã nghe đến tên sư phụ tôi rồi thì nên ngoan ngoãn giao sát mẹ ra đây, đừng tốn thời gian thêm nữa. Dạ Ma Thiên nói. Thật ra, tôi thấy ông ta còn lâu mới xứng với danh hiệu Thiên Quân. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Hừ, loại ngu dốt như anh ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ rất nhiều, chỉ là bây giờ bọn họ đã biến thành phân bón hết rồi. Ánh mắt Dạ Ma Thiên trở nên lạnh lẽo. Tiêu Chính Văn, chỉ cần cậu giao sát mẹ ra thì chúng ta có thể thương lượng, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy những lời nhận xét trước đây của cậu. Và lại hôm nay ba người chúng tôi đến là vì sát mẹ, chưa từng nghĩ tới việc lấy mạng của cậu, chỉ cần cậu biết điều, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống, cậu thấy sao? Hồng Ấn kiêu ngạo nói. Tha cho tôi một con đường sống ư? Tiêu Chính Văn bật cười. Chúng ta đều là người thông minh, chà cậu cũng hiểu tình hình trước mẹ đối với cậu vô cùng bất lợi. Hồng Ấn trầm giọng nói, thật ra Hồng Ấn thấy Tiêu Chính Văn cũng là thiên tài đỉnh cao, xét cả về tài năng hay khả năng kiểm soát thế cục đều trên trình độ bình thường. Tiêu Chính Văn chắc cũng hiểu rõ thế cục trước mắt vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hai bên khai chiến, ba chọi một thì Tiêu Chính Văn không hề có hy vọng chiến thắng. Hơn nữa, mặc dù Tiêu Chính Văn đã gây ra rất nhiều sóng gió ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng vẫn kém hơn bọn họ vài cấp bậc. Cảnh giới của bọn họ đều cao hơn Tiêu Chính Văn, cùng hợp lực có thể đá xa Tiêu Chính Văn vài chục con đường. Quan trọng nhất là bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ là thần hồn, không thể phát huy nổi 1/10 thực lực, càng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Vì vậy trận chiến này đối với Hồng Ấn chẳng có gì đáng lo. Ông ta thấy điều Tiêu Chính Văn có thể làm bây giờ là giao nộp sát mẹ, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Người thông minh, tôi thấy chưa trách đâu. Người thông minh sẽ không đuổi đến âm, phủ. Nói cách khác, cái gọi là người thông minh ông nói chỉ là do ông nghĩ vậy mà thôi, Tiêu Chính Văn chế nhạo. Hừ, nói chuyện với loại người như anh thật phí lời. Ở trước mặt chúng tôi, anh còn không bãng một con kiến. Sát khí quanh người Trần Phong lại mạnh hơn vài lần. Mặc dù hắn là thiên tài nhà họ Trần, đã trải qua vô số trận chiến, mặc dù luôn bị nhà họ Trần che giấu, nhưng không có nghĩa là kinh nghiệm chiến đấu của hắn kém hơn Tiêu Chính Văn. Đây cũng là điều khiến hắn tự hào. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Lúc này Hồng Ấn cũng mất kiên nhãn, ánh me đầy sát khí. Chương 4971. Thực ra bọn họ thương lượng với Tiêu Chính Văn đã là nể mặt Tiêu Chính Văn lắm rồi, nếu Tiêu Chính Văn còn cứng đầu đừng trách ông ta độc ác. Loại không biết điều như hắn cũng xứng để thương lượng với chúng ta sao? Trần Ngạo vung kiếm, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Lăng Phùng tiến lên, sát khí quanh người mang theo sức mạnh có thể hủy diệt trời đất. Đúng lúc này, một tấm màn máu đột nhiên từ trong âm phủ bay lên, sau đó trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khó chịu. Một cây xiên thác thiên phóng tới. Một bóng hình to lớn từ từ xuất hiện. Đại tướng Dạ Xoa bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ là một tên bại tướng thôi mà, lẽ nào đây chính là chỗ dựa của cậu sao? Hồng Ấn nói với vẻ khinh thường. Trước đó, đại tướng Dạ Xoa đã từng bại trong tay Dạ Ma Thiên, hơn nữa còn bị thương nặng, cho dù Tiêu Chính Văn nhờ ông ta giúp đỡ thì cũng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng lúc này sắc mặt của đại tướng Dạ Xoa vô cùng u ám, phóng cây xiên thác thiên trong tay ra. Một đòn chấn động trời đất, khiến cả thành Uông Tử rung chuyển. Hả? Sắc mặt Dạ Ma Thiên chợt thay đổi, đại tướng Dạ Xoa trước mặt hoàn toàn khác với lúc trước. Không hay rồi, mau đi thôi, Trần Phong là người đầu tiên cảm nhận được mối nguy hiểm. Lăng Phùng không khỏi biến sắc, đại tướng Dạ Xoa trước mắt có khí tức quá đôi khủng bố. Trước đây lúc Dạ Ma Thiên chiến đấu với ông ta, Lăng Phùng cũng đứng từ xa quan sát, đại tướng Dạ Xoa khi đó không hề có được khí thế như bây giờ. Trần Phong thân là thiên tài của nhà họ Trần. Cũng chẳng phải không biết tí gì về âm phủ, huống hồ nhà họ Trần ở âm phủ cũng có phân chỉ, vậy nên càng hiểu về thực lực của đại tướng Dạ Xoa hơn. Đại tướng Dạ Xoa trước đó bại trong tay Dạ Ma Thiên không phải vì thực lực bản thân ông ta non yếu mà là do đất trời của vùng ngoài lãnh thổ có sự áp chế đối với ông ta, căn bản chẳng thể phát huy chiến lực thật sự. Còn bây giờ đang ở sân nhà của ông ta, chiến lực đương nhiên cũng được khôi phục về trạng thái đỉnh cao so với ông ta. Bọn họ đi tới âm phủ, ngược lại còn bị đất trời một phương áp chế, dưới tình cảnh ta yếu địch mạnh, chiến lực của đại tướng Dạ Xoa gần như là thứ mà họ chẳng thể so bì.
Đúng vào lúc này, lại có một bóng người xuất hiện từ trong màn sương đen. Chính là người đã khuấy đảo vùng ngoài lãnh thổ khi trước Tả Bạch Đào. Vào khoảnh khắc mấy người Dạ Ma Thiên muốn lui về thành Uông Tử, vô số âm binh phong tỏa lối vào thành Uông Tử. Mấy người cho rằng, hôm nay mấy người còn đi được sao, giọng nói lạnh tanh vang lên, một người đàn ông mặt đen đội mũ quan thời cố, trên người mặc triều phục sải bước tiến ra. Bên khác, một người đàn ông mặt đen tay cầm búa lớn, trên người khoác chiến giáp cũng chặn đứng đường đi của mọi người. Đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen, một mặt đại diện cho thập điện Diêm Vương, một mặt lại thuộc về thế lực của Âm Tư, hai thế lực lớn này lại liên thủ với nhau. Đặc biệt là đại tướng Dạ Xoa lúc này càng khí thế ngút trời. Chương 4972 mấy người sẽ không thật sự cho rằng bản tướng không phải là đối thủ của mấy người đấy chứ, vừa nói dứt lời, đại tướng Dạ Xoa giơ xiên thác thiên lên và nhắm thẳng về phía Dạ Ma Thiên. Dạ Ma Thiên thấy vậy thì vội vàng giơ kiếm ứng chiến. Hàng loạt đóa hoa kiếm xuất hiện phía trước người Dạ Ma Thiên, những tia sáng màu bạc không đếm hết được giống như đang suy diễn đạo trời. Khi trước đại tướng Dạ Xoa đã bại trong chính tay của Dạ Ma Thiên, vậy nên đối diện với đòn đánh của Dạ Ma Thiên, ông ta cũng không hề xem nhẹ. Sau khi tiện tay giơ xiên thác thiên trong tay lên đỡ lấy nhát kiếm của Dạ Ma Thiên, ông ta lao thẳng về phía Dạ Ma Thiên. Vô số đóa hoa kiếm phía bên cạnh chém lên trên người đại tướng Dạ Xoa giống như chém lên trên tường đồng vách sắt, thậm chí ngay cả làn da của đại tướng Dạ Xoa cũng chẳng thể làm cho bị thương. Dạ Ma Thiên thấy tình cảnh này thì không khỏi nhíu mày nói, sao lại như vậy? Không đúng, đây không phải chiến lực vốn có của ông ta. Chắc hẳn là trời đất nơi này có vấn đề. Hồng Ấn vừa nói dứt lời thì lập tức giơ kiếm chém về phía đại tướng Dạ Xoan. Thế nhưng nhát kiếm này của ông ta vốn dĩ là hư chiêu, mục đích chính là ép cho đại tướng Dạ Xoa lui ra sau để mấy người bọn họ thừa cơ tháo chạy. Ông ta muốn chém rách hư không, sau đó tháo chạy về vùng ngoài lãnh thổ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi, không thể để lỡ mất cơ hội, mất rồi thì không có lại nữa đâu. Tiêu Chính Văn đứng trên vách núi và nhìn thấy rất rõ tất cả những chuyện này. Tiêu Chính Văn, tên tiểu nhân bị ổi nhà cậu. Hồng Ấn còn chưa kịp tháo chạy thì đã bị Tiêu Chính Văn vạch trần toan tính trong lòng, suýt thì tức tới độ hộc máu mồm. Thế nhưng phán quan mặt đen đã ra tay rồi, một cái bút phán quan màu đen lao tới sau lưng Hồng Ấn. Cho dù mấy người Hồng Ấn có tu vi cực cao, thế nhưng đối diện với sự bao vây công kích của âm phủ thì cũng hơi quá sức. Huống hồ gì ở âm phủ tu vi của bọn họ cũng gặp phải sự áp chế của đất trời, cho dù có phát huy hơn bình thường thì cũng chỉ có thể ngang hàng với mấy người đại tướng Dạ Xoa mà thôi. Cho dù là đại tướng Dạ Xoa hay là phán quan mặt đen thì thực lực đều đã tiếp cận với cảnh giới chân tiên, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng đều có thể đặt chân lên cảnh giới chân tiên. Nói cách kháo, nếu như so về chiến lực thật sự thì mấy người đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen mới là những kẻ giành chiến thắng. Cho dù là so về cảnh giới thì cũng cao hơn một bậc cảnh giới nhỏ so với mấy người Hồng Ấn. Cộng thêm việc tu vi của bốn người bọn họ đều bị đất trời một phương này áp chế, căn bản không thể phát huy ra được chiến lực cực hạn, tình hình càng trở nên bất lợi cho bọn họ hơn. Có thể ban đầu hai bên còn có thể ngang hàng ngang sức. Thế nhưng thời gian kéo dài thì mấy người Hồng Ấn căn bản chẳng thể chống đỡ, cộng thêm việc khi trước đại tướng Dạ Xoa từng bại trong tay Dạ Ma Thiên, thể diện mất hết, lúc này càng chỉ muốn nghiền nát Dạ Ma Thiên, sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ tháo chạy. Âm Trần Phong lấy ra bảo vật lưu truyền của nhà họ Trần, Tứ Thông Kinh. Chương 4973 Tứ Thông Kinh vốn là tiền thân của Đạo Đức Kinh, hơn nữa còn truyền từ đời Thái Viêm Hoàng. Vậy nên sẽ có tác dụng khắc chế trời cho đối với tử khí của âm phủ. Euro ó điều, cho dù là khắc chế thì cũng phải tùy địa điểm, nếu là ở vùng ngoài lãnh thổ, vậy thì Tứ Thông Kinh quả thực có thể khắc chế mọi vật đã chết, thậm chí mấy người đại tướng Dạ Xoa còn chẳng phát huy ra được chút thực lực nào. Thế nhưng nơi này lại là âm phủ, chỉ dựa vào Tứ Thông Kinh thì căn bản chẳng thể so bì với đất trời một phương. Tay Trần Phong cầm kiếm dài, tung ra một nhát kiếm. Quỷ tướng tay cầm búa lớn bên cạnh tiến ra trước một bước, giờ búa lớn trong tay chọi thẳng về phía Trần Phong. Trần Phong không ngờ được đối phương lại đánh lén mình, vội vàng quay người, giơ kiếm đỡ đòn. Keng, khi âm thanh va đập của kim loại vang lên, ngay cả núi thiết vi xung quanh cũng đều trở nên rúng động. Cha, không hổ nhà người được nhà họ Trần cất giấu, quả thực cũng có chút bản lĩnh, đổi lại là người khác thì e rằng đã trở thành hồn ma dưới cây búa này rồi.
Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã bình phẩm một câu. Lời này vừa mới thốt ra, Trần Phong đã tức tới độ mặt mày tím tái, nghiến răng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu như không phải thực lực của hắn bị áp chế thì ban nãy hắn cũng sẽ không nhếch nhác tới vậy, suýt thì để cho một quỷ tướng đánh bay đi mất bảo kiếm trong tay mình. Nếu như không phải có kế truyền đặc thù của nhà họ Trần bảo vệ cho thì ban nấy hắn căn bản chẳng thể đỡ nổi rồi. Cho dù không bị một nhát búa chém đứt đôi thì cũng bị chấn động tới độ hộc máu ngay tại chỗ. Lăng Phùng lúc này cũng đang chìm trong trận chiến gian khổ với Tả Bạch Đào. Mặc dù Tả Bạch Đào chỉ có thực lực thiên cảnh cấp 3, thế nhưng dưới sự trợ lực của đất trời một phương thì cũng phát huy ra được thực lực nguy tiên. Thật ra bây giờ ông ta cũng đang rửa mối nhục bản thân bại trong tay Tiêu Chính Văn khi trước. Vậy nên thế tiến công của Tả Bạch Đào cực kỳ ác liệt, chỉ một chiêu đã hoàn toàn áp chế được Lăng Phùng. Hồng Ấn bên cạnh cũng không dễ dàng hơn chút nào, đối diện với thế tiến công quá đỗi mạnh mẽ của phán quan mặt đen, ông ta chỉ có thể chống đỡ chứ chẳng có sức mà đánh trả, cộng thêm Tiêu Chính Văn đứng phía xa quan sát thi thoảng còn chỉ ra một số sơ hở và điểm yếu của Hồng Ấn thì càng khiến cho Hồng Ấn mệt nhoài, căn bản không dư sức mà đánh trả nữa. Tiêu Chính Văn, nếu như anh vẫn là đàn ông thì đường đường chính chính đấu một trận với tôi đi, Trần Phong tức tới phát điên, phân nộ gào lên với Tiêu Chính Văn. Đây là ân oán giữa mấy người và âm phủ, tôi không tiện nhúng tay vào nhỉ, Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên chế nhạo. Anh, vốn dĩ chính là vậy mà, ai bảo mấy người vừa tới vùng ngoài lãnh thổ đã đánh người của người ta bị thương, người xưa đã nói rồi, cho người một đấm thì cũng phải phòng người đánh trả, ngay cả đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu ư. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói. Chương 4974 không chỉ có Trần Phong bị những lời này của Tiêu Chính Văn chọc tức mà sắc mặt của Hồng Ấn phía bên cạnh cũng khó coi tới cực điểm. Trong mắt Dạ Ma Thiên sắp phun ra lửa tới nơi, những lời đó của Tiêu Chính Văn quả thực đã chọc tức Dạ Ma Thiên. Kiếm Trảm Thiên, Dạ Ma Thiên gầm lên đầy phần nộ, thế nhưng ông ta còn chưa kịp giơ kiếm chém ra thì năm đấm to như bao cát của đại tướng Dạ Xoa đã nặng nề giáng thẳng lên trên lồng ngực của ông ta. Khu ô Dạ Ma Thiên phun ra một ngụm máu lớn, lùi ra sau mười mấy bước mới có thể đứng vững trở lại. Hừ, ông chẳng qua cũng chỉ tới thế mà thôi, từ sau trận chiến lần trước với Dạ Ma Thiên, đại tướng Dạ Xoa luôn ôm một bụng tức tối, vậy nên cú đấm này gần như đã sử dụng hết toàn lực. Cho dù Dạ Ma Thiên có thực lực cường đại thì cũng bị đại tướng Dạ Xoa đánh cho hộc máu mồm. Không phải ông nói tôi là bại tướng dưới tay ông sao? Tới đây! Chúng ta đấu 300 hiệp, đại tướng Dạ Xoa móc ngón tay về phía Dạ Ma Thiên, xiên thác thiên lại được tung ra. Tiêu Chính Văn, gậu, không để cho Hồng Ấn nói hết câu thì Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, ông vẫn còn thời gian để buôn chuyện à. Cũng không nhìn xem sau lưng mấy người là thế trận ra sao đất a. Hồng Ấn nghe vậy thì vội vàng quay đầu nhìn ra sau lưng, không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã không khỏi kinh hãi tới độ cả người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc này bên trong thành Uông Tử, âm binh ào ra giống như nước lũ. Đưa mắt nhìn ra, âm binh đông như kiến cỏ vẫn đang kéo lớn từ bốn phương tám hướng. Ngay tức thì, tiếng người gào ngựa hí chấn động khắp đất trời, vang vọng khắp chín tầng mây. Tử khí ngút trời bao trùm hết cả đất trời một phương chỉ trong nháy mắt, thậm chí mặt đất cũng trở nên rung động. Cỗ khí thế khinh thường đất trời đó đủ để chấn áp mọi thứ trong thế gian. Hơn nữa, trong số âm binh vẫn còn một số lượng lớn quỷ tướng, thậm chí còn có cao thủ thiên cảnh, mặc dù cảnh giới của bọn họ thấp hơn một chút so với mấy người Hồng Ấn, thế nhưng số lượng lên tới hàng chục nghìn âm binh. Sắc mặt của Hồng Ấn lập tức biến đổi, ngay cả Dạ Ma Thiên lúc này cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ đờ đẫn. Rất rõ ràng, bên phía âm phủ ngay từ Úc bắt đầu đã không định quyết đấu công bằng với bọn họ, hơn nữa còn bố trí mai phục từ trước. Trận đại chiến thực thụ cũng được chính thức khai màn kể từ giây phút này. Cho dù là đế tuấn năm đó, đối diện với cảnh tượng như vậy cũng không dám một mình xông phát lúc này, mấy người Hồng Ấn muốn tháo chạy cũng đã muộn, nháy mắt, vô số âm binh đã bao vây chặt cứng lấy bọn họ, đưa mắt nhìn ra, xung quanh toàn là âm binh đang nhìn bọn họ chăm chăm như hổ đói. Chương 4975 đại tướng Dạ Xoa giơ xiên thác thiên trong tay lên, phân nộ gầm lên một tiếng, giết cho tôi. Giết, hàng chục nghìn âm binh lao thẳng về phía mấy người Hồng Ấn giống như nước thủy triều. Bốn người bọn họ vốn dĩ đã gặp phải áp chế của đất trời một phương,
ngay cả mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng có thể áp chế cho bọn họ chẳng còn sức đánh trả, chứ chưa nói tới chuyện có nhiều âm binh gia nhập vào chiến đoàn như vậy. Dạ Ma Thiên giơ tay nắm chặt lấy thanh kiếm Trảm Thiên, chỉ cần một lần vung tay, vô số kiếm ảnh vô tình đã chém thẳng về phía âm binh đang lao tới từ bốn phương tám hướng. Rất rõ ràng, lúc này ngay cả ông ta cũng ý thức được bốn người bọn họ ngày hôm nay đã rơi vào đường cùng rồi, nếu như không thể giết ra một con đường máu thì chỉ có thể ôm hận nằm lại nơi này. Nhìn trận đại chiến kinh thiên bên ngoài cổng thành Uông Tử, cơ thể của Tiêu Chính Văn đột nhiên trở nên nhẹ tênh, bay về phía một bên khác của núi Thiết Vị. Anh đặt chân lên trên đỉnh núi của núi Thiết Vi, Đầu Nguyên Thánh Mẫu đã đợi sẵn ở đây từ lâu. Cậu Tiêu, bốn người bọn họ chính là người của Chư Thiên Thần Giới mà cậu đã nói khi trước đó sao? Đầu Nguyên Thánh Mẫu hơi kinh ngạc nhìn về phía chiến trường dưới núi Thiết Phi. Thực lực mà bốn người này bộc lộ ra rõ ràng quá kinh hồn, dưới tình cảnh bị đất trời áp chế, chưa nói tới việc phải đối đầu với hàng chục nghìn âm binh, thế là lại còn có thể chậm rãi lui về phía thành Uông Tử trong sự bao vây công kích của bốn cao thủ tới từ âm phủ, đây rõ ràng chính là một kỳ tích. Bà ta chính là người đã tới âm phủ từ thời kỳ thượng cổ, hơn nữa thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh, thế nhưng đối diện với bốn người này, Đầu Nguyên Thánh Mẫu vẫn cảm thấy hơi tự hổ thẹn. Không phải toàn bộ, một người trong số đó là kẻ phản đồ của vùng ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trần Phong, khinh thường nói. Thân là một quân nhân, cả đời Tiêu Chính Văn khinh thường nhất chính là những kẻ phản bội. Dù Trần Phong có thiên phú ra sao, chỉ cần mang danh phản đồ thì trong mắt Tiêu Chính Văn cũng chẳng có khác biệt gì so với rác rưởi. Ôi, cho dù bọn họ tới từ vùng ngoài lãnh thổ hay Chư Thiên Thần Giới thì đều không thể rút lui toàn thây, đắc tội với đại tướng Dạ Xoa, còn dám tới âm phủ nộp mạng, rõ ràng không biết trời cao đất dày, Đầu Nguyên Thánh Mẫu lạnh lùng nói. Chưa chắc, thật ra bọn họ vẫn chưa phát huy hết toàn bộ tiềm lực, nếu như bức ép bọn họ quá, cuối cùng ai thắng vẫn chưa thể biết được, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng không khỏi ngẩn ra. Đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen đó, cho dù bọn họ không thể đại diện cho chiến lực mạnh nhất của âm phủ, thế nhưng đó cũng là những sự tồn tại đỉnh cao. Huống hồ nơi này còn là âm phủ, dù là đại tướng Dạ Xoa hay phán quan mặt đen thì cũng chẳng khác gì đang mang sức mạnh vô hạn ra để đấu với mấy người Hồng Ấn. Ngược lại mấy người Hồng Ấn, ngoại trừ phải đối phó với áp chế của đất trời ra thì còn phải đối phó với âm binh giết tới từ bốn phương tám hướng, và lại còn phải đề phòng mấy người đại tướng Dạ Xoa đánh lén bất cứ lúc nào. Dưới tình cảnh như vậy, nếu như còn có thể để cho mấy người Hồng Ấn sống sót tháo chạy, vậy thì thực lực của bốn người bọn họ phải khủng bố tới độ nào? Cậu Tiêu, vậy thì giờ chúng ta nên làm sao đây? Có cần phải giúp đỡ bọn họ không? Đầu Nguyên Thánh Mẫu nhíu mày hỏi. Không cần đâu, thay vì ra tay bây giờ, chỉ bằng chúng ta đi thẳng tới đường về đợi bọn họ, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Chương 4976, cho dù Lục Chiến và Đầu Nguyên Thánh Mẫu gia nhập vào chiến đoàn ngay bây giờ thì cũng không mang tới bất cứ sự trợ giúp gì cho cục diện trận đấu bây giờ, huống hồ đại tướng Dạ Xoa cũng sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay vào trận chiến phục thù của ông ta. Ngược lại trên đường trở về vùng ngoài lãnh thổ, giết mấy người Hồng Ấn mới có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng. Lúc này, mấy người Hồng Ấn cũng không còn che giấu thêm nữa, gần như ai nấy đều bộc lộ ra toàn bộ con át chủ bài của bản thân, nháy mắt đã có vô số âm binh ngã xuống. Thậm chí còn có vài cao thủ thiên cảnh bị mấy người Hồng Ấn thẳng tay giết chết. Thế nhưng dẫu sao nơi này cũng là âm phủ, mặc dù thương vong là vô số kể, thế nhưng rất nhiều âm binh vẫn đang không ngừng tiến về phía mấy người Hồng Ấn. Mãi tới khoảnh khắc này, thực lực thật sự của hai người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên cũng được bộc lộ ra một cách trọn vẹn nhất. Chỉ có điều, ngoại trừ hai người bọn họ ra, Trần Phong và Lăng Phùng đều đã bị trọng thương cả rồi. Không phải do bọn họ có thực lực quá yếu, dẫu sao có thể đánh ngang tài ngang sức với mấy người phán quan mặt đen ở âm phủ cũng đã là một kỳ tích. Với cảnh giới của bọn họ mà nói thì đã phát huy chiến lực tới cực hạn. Dẫu sao mấy người Tả Bạch Đào và phán quan mặt đen cũng sở hữu ưu thế tuyệt đối ở âm phủ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không nghiêng về phía mấy người Hồng Ấn. Cho dù nhân vật lớn từ thời kỳ thượng cổ đích thân tới thì kết cục cũng chưa chắc đã có thể tốt hơn so với mấy người bọn họ. Thế nhưng Trần Phong bây giờ không chỉ bị trọng thương mà còn bị Tiêu Chính Văn làm cho tức muốn chết. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn dụ bọn họ tới âm phủ thì làm gì có chuyện bọn họ tùy tiện đặt chân tới thành Uông Tử.
Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ đường đường chính chính đấu với bọn họ một trận, nhưng kết quả thì sao? Từ đầu tới cuối Tiêu Chính Văn chỉ đứng ngoài xem kịch hay. Còn Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên càng bị Tiêu Chính Văn chọc tức sắp nổ phổi. Trước khi đi, bọn họ đã tính toán đâu ra đó, chỉ cần tiến vào âm phủ, giết chết Tiêu Chính Văn thì có thể đoạt lấy sắt mẹ, sau đó sẽ có thể cao chạy xa bay, rời khỏi địa cầu. Thế nhưng ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại lợi dụng ân oán giữa Dạ Ma Thiên và Đại tướng Dạ Xoa khi trước, gài bọn họ một vố. Không thể đợi tiếp nữa đâu, nếu không sẽ chỉ có thể thu hút thêm càng nhiều cao thủ âm phủ, tới lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thân. Hồng Ấn vô tình chú ý tới phía xa đang có vô số đám mây đen bay tới nơi này với tốc độ cực nhanh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nơi này dẫu sao cũng là sân nhà của Đại tướng Dạ Xoa. Binh lính sẽ chỉ ngày một nhiều lên, hơn nữa âm binh bao vây lấy bọn họ cũng từ cảnh giới nhân hoàng làm chủ lực lúc đầu biến thành rất nhiều đế cảnh. Cứ phát triển theo xu thế của bây giờ, nói không chừng sẽ còn có nhân vật lớn nào đó tới, đến lúc đó mấy người bọn họ có muốn đi cũng rất khó. Chương 4977 cho dù không có nhân vật kinh thiên nào đó tới, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, bọn họ căn bản cũng chẳng chống đỡ thêm được bao lâu. Mà âm phủ lại có cách biệt với thế giới bên ngoài, vậy nên bọn họ căn bản chẳng thể nhận được sự bổ sung. Một khi sức sống bị tiêu hao tới cạn kiệt, thứ chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là con đường chết mà thôi. Cho dù đi thì cũng phải mang theo đầu của Tiêu Chính Văn, Dạ Ma Thiên không cam tâm nhìn về phía đỉnh núi Thiết Phi. Tôi chịu trách nhiệm chặn phía sau, mấy người dồn toàn lực giết Tiêu Chính Văn, dù thế nào cũng không được để cho cậu ta chạy thoát, Hồng Ấn đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sáng hiểm độc. Ngay sau đó, khí tức của Hồng Ấn bắt đầu không ngừng dâng cao, trên bầu trời giống như xuất hiện một đám mây tím, ánh sáng màu tím chiếu xuống, khiến cho mặt đất đầu nhuốm thành sắc tím. Khi bầu trời truyền tới một tiếng vang lớn, màn mưa sao băng lập tức trút thẳng về phía đám âm binh. Khí tức khủng bố đó đã vượt qua cảnh giới ngụy tiên. Khí tức của ông ta không đúng lắm, đầu nguyên thánh mẫu hơi ngơ ngác. Ông ta đang thiêu đốt thọ nguyên của bản thân, ép cho bản thân vượt qua cảnh giới vốn có trong khoảng thời gian ngắn. Xem ra bọn họ muốn ra đòn cuối cùng rồi, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Hồng Ấn bằng ánh mắt suy tư. Cùng lúc khí tức khủng bố đó giáng xuống, cả thành Uông Tử đều bị nhấc bổng lên. Cùng lúc này, từ bên trong lỗ mũi, mắt và tai của Hồng Ấn không ngừng chảy ra máu tươi, rõ ràng lúc này ông ta đã thiêu đốt sinh mạng của bản thân tới cực hạn. Ngay sau đó, làn da của Hồng Ấn cũng bắt đầu nứt toác ra, ngay cả bản thân ông ta cũng chẳng thể chống đỡ nổi sức ép khủng bố tới như vậy. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên sáng bừng lên vô vàn tia sét màu đen, dưới ánh chớp, khuôn mặt của Hồng Ấn đều trở nên méo mó. Đòn đánh này chẳng khác gì muốn hủy diệt cả đất trời một phương. Không chỉ hàng chục nghìn âm linh bị luồng sức mạnh đáng sợ giữ chặt tại chỗ, mà ngay cả Tả Bạch Đào cũng không thể di chuyển được. Lúc này, trong khe nứt trên bầu trời, vô số ngôi sao rơi xuống như hạt mưa. Sức mạnh này thật đáng sợ. Nó đã vượt xa nhận thức của mọi người, hơn nữa đây cũng không phải là sức mạnh mà con người có thể sở hữu. Những ngôi sao sáng trên bầu trời đem theo sức mạnh đáng sợ của vũ trụ, điên cuồng đập xuống mặt đất, đập vào những âm binh. Rầm, mặt đất rung chuyển, mỗi khi những ngôi sao khổng lồ rơi xuống, hàng ngàn âm binh sẽ tan biến. Biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Chương 4978 cả Tả Bạch Đào, Đại tướng Dạ Xoa, phán quan mặt đen đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả bức tường thành kiên cố vạn năm của thành Uông Tử cũng sụp đổ. Chỉ một đòn tấn công đã có thể phá tan tường thành Uông Tử, có thể nói, Hồng Ấn lúc này vô cùng mạnh mẽ, giống như vị thần từ cửu thiên giáng xuống, nhìn xuống toàn bộ âm phủ. Những ngôi sao nặng nề rơi xuống. Vô số âm binh lập tức biến thành xương khói. Phán quan mặt đen, Tả Bạch Đào và Đại tướng Dạ Xoa cũng biến thành tro trong chốc lát. Đến cuối cùng, trên mặt ba người họ vẫn mang theo vẻ kinh hoàng. Tất cả đều quá đột ngột, quá đáng sợ. Nhìn xương trắng ngày càng dày đặc, Hồng Án mới phất tay ngừng công kích, vết nứt trên bầu trời cũng biến mất, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chỉ là Hồng Ấn đã thiêu đốt thọ nguyên của mình, cho nên lúc này sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi. Cả người ủ rũ, thậm chí cảnh giới cũng rơi xuống cảnh giới thiên cảnh cấp 5.
Chỉ riêng điểm này có thể thấy Hồng Ấn đã lấy ra toàn bộ quân bài, mà một đòn này cũng đủ đáng sợ rồi. Chưa nói đến ngàn vạn âm binh, mà việc đại tướng Dạ Xoa và phán quan Mặt Đen bị giết cũng đủ để răn đe toàn bộ âm phủ. Tiêu Chính Văn, để tôi xem cậu còn trốn được ở đâu. Hồng Ấn đứng kiêu hãnh trên không trung, nhìn về đỉnh núi Thiết Phi. Để giết Tiêu Chính Văn, giành lại sát mẹ, dù phải trả giá thế nào thì Hồng Ấn cũng thấy xứng đáng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta phải trả một cái giá đắt như vậy kể từ đi đến vùng ngoài lãnh thổ. Ba người còn lại cũng đồng thời khóa chặt Tiêu Chính Văn từ xa. Ba luồng khí tức đáng sợ phóng ra, không khí xung quanh Tiêu Chính Văn đều bị khí tức của ba người họ khóa chặt. Tiêu Chính Văn đang ở tâm bão càng không thể tránh khỏi, thậm chí còn không thể nhúc nhích. Lúc này, mặc dù Hồng Ấn muốn chiến đấu, tự tay giết Tiêu Chính Văn. Nhưng điều khiến ông ta bất lực là cú đánh vừa rồi gần như đã rút hết sức mạnh trong cơ thể ông ta, đừng nói đến việc giết Tiêu Chính Văn, bây giờ một cao thủ thiên cảnh cấp 1 cũng có thể lấy mạng ông ta. Nhưng giúp ba người còn lại loại bỏ chướng ngại vật, để bọn họ đại diện giết Tiêu Chính Văn cũng rất đáng. Đồng thời ông ta cũng có thể dùng thọ nguyên của mình để lấy tính mạng của đại tướng Dạ Xoa và phán quan Mặt Đen, chỉ điều này cũng đủ để khiến ông ta trở nên nổi tiếng. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không quan tâm đến điều này. Lúc trước bà nói người của thập điện Diêm Vương không thể giết nổi là thế nào? Tiêu Chính Văn quay lại hỏi Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Lúc nãy, Đầu Nguyên Thánh Mẫu đã nói ra một bí mật khiến Tiêu Chính Văn phải kinh ngạc. Đó là Sở Giang Vương bị Tiêu Chính Văn giết đã sống lại. Chương 4979 điều này đã lật đổ nhận thức của Tiêu Chính Văn. Câu này của Tiêu Chính Văn đã kéo Đầu Nguyên Thánh Mẫu đang run rẩy trở về hiện thực. Thập điện Diêm Vương, phán quan và đại tướng Dạ Xoa thật ra là do Thượng Quân Hậu Thổ hóa thân thành, chỉ cần Thượng Quân Hậu Thổ chưa chết thì bọn họ cũng sẽ không chết. Ít nhất ở vùng ngoài lãnh thổ, không ai có thể giết được bọn họ. Và lại, cho dù những âm binh kia bị hủy diệt thì không lâu sau bọn họ cũng có thể hồi sinh. Ồ, nghe vậy, Tiêu Chính Văn cảm thấy kinh ngạc, chuyện này là làm trái ý trời. Bà chắc chứ, trên đời này thật sự có trường sinh bất tử sao? Tiêu Chính Văn cau mày nói. Chết đi sống lại là điều xa xỉ không thực tế, mỗi người chỉ có một mạng sống, đó là thiên đạo. Thật ra, âm binh và thập điện Diêm Vương đều không phải là con người. Bọn họ chỉ là do Thượng Quân Hậu Thổ biến ra để quản lý âm phủ mà thôi. Nói cách khác, cả âm phủ đều do Thượng Quân Hậu Thổ tạo ra. Ở đây, ông ta chính là quy tắc. Chỉ cần ông ta còn sống thì tất cả quy tắc đều có thể theo ý ông ta. Đầu Nguyên Thánh Mẫu kiên nhẫn giải thích. Theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, chỉ có Thần Vương Thanh Đế mới có thể làm được điều này. Ngay cả Đế Tuấn cũng không thể thay đổi được quy luật của thế giới. Có nghĩa là cả âm phủ về cơ bản là khác với thế giới bên ngoài, nói cách khác, mọi thứ trong đây sẽ thay đổi theo ý muốn của Thượng Quân Hậu Thổ. Tiêu Chính Văn như nói với chính mình. Đúng vậy, chắc cậu cũng có thể nhìn ra âm phủ không có bốn mùa, mà chỉ có một mùa mà thôi. Đầu Nguyên Thánh Mẫu nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cũng nhớ ra mỗi lần đến âm phủ, đều như mùa xuân hạ giao nhau, hoa cỏ ở đây lúc nào cũng tươi tốt. Trần Phong chế nhạo. Bước về phía Tiêu Chính Văn, vung kiếm tấn công. Đúng lúc này, hư không dao động, một cây bút phán quan phóng thẳng vào gáy Trần Phong. A, trong lúc hoảng loạn, Trần Phong vội vàng quay đầu sang một bên, tránh được đòn chí mạng. Mặc dù đã thoát được kiếp này, nhưng cũng khiến Trần Phong sợ chết khiếp. Hả, Hồng Ấn ở phía xa đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bởi vì bóng dáng xuất hiện trong hư không lại là phán quan Mặt Đen vừa bị ông ta giết chết. Hồi sinh, ngay cả Dạ Ma Thiên cũng cảm thấy khó hiểu. Ngay cả Chư Thiên Thần Giới cũng không hề có chuyện phi lý như chết đi sống lại. Lăng Phùng sợ đến mức toát mồ hôi hột. Chương 4980 xem ra các người còn phải chiến đấu cực khổ nữa đấy, tôi rất nể phục các người. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, cười nói. Anh, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, Dạ Ma Thiên vô cùng tức giận. Hy vọng các người không làm tôi thất vọng. Tôi sẽ đợi các người ở huyết dục cốc. Giọng Tiêu Chính Văn vang vọng từ xa. Nhìn thấy miếng thịt béo bở đến miệng còn bay đi, Trần Phong tức giận đến mức hận không thể đập Tiêu Chính Văn thành từng mảnh. Hừ, lúc nãy thật đáng sợ. Nhưng đáng tiếc đây là âm phủ, tôi vẫn là chính thần âm phủ, sống cùng nhật nguyệt,
không chết không diệt. Phán quan mặt đen chế nhạo. Chuyện vừa rồi nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả phán quan mặt đen cũng không ngờ mình lại bị Hồng Ấn giết trong chốc lát. Hồng Ấn lúc đó cũng thấy choáng váng, đòn vừa rồi đã tiêu hao cạn thể lực của ông ta, không còn sức để thi triển một đòn đáng sợ như vậy nữa. Lúc Hồng Ấn còn đang sững sờ, một trận đại chiến khác đã nổ ra. Nếu không phải Hồng Ấn từng trải qua vô số trận chiến, tâm lý cực kỳ vững vàng thì e rằng lúc này đã sợ đến mức gục ngã rồi. Phán quan mặt đen không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà quan trọng nhất là bất tử, vậy thì đánh thế nào đây? Vài giờ sau, Tiêu Chính Văn đã đến huyết dục cốc. Ở phía sau anh, ba luồng khí tức đáng sợ đang đuổi theo. Cuối cùng, chỉ có một mình Hồng Ấn chống đỡ sự hợp lực tấn công của đám người phán quan mặt đen, còn ba người còn lại truy sát Tiêu Chính Văn. Để giảm bớt sự giam cầm của âm phủ với thể xác, ba người họ đã từ bỏ thể xác của mình, dùng thần hồn truy sát Tiêu Chính Văn. Lúc này, cả âm phủ đều chấn động. Bởi vì cho dù bọn họ đang ở dạng thần hồn, nhưng vẫn có sức mạnh vô song. Tôi nghe nói riêng phía thành Uông Tử đã tổn thất hàng triệu âm binh rồi. Cho dù âm binh có thể chết đi sống lại thì chỉ riêng sức chiến đấu này cũng đủ kinh người. Trong thời gian ngắn, ba người họ đã đuổi đến bên bờ sông máu, Tiêu Chính Văn đang ngồi xếp bằng bên bờ sông, bình tĩnh nhìn ba người họ nói, nếu đã tới rồi thì các người đừng đi nữa. Trần Phong và Dạ Ma Thiên cười mỉa, mặc dù trước đó họ đều bị âm phủ áp chế nhưng lúc này họ cũng là thần hồn, sự áp chế của âm phủ với họ gần như không đáng kể. Mặc dù họ không thể phát huy được thực lực đỉnh cao của mình nhưng Tiêu Chính Văn chẳng phải cũng là thần hồn như họ sao? Hơn nữa Tiêu Chính Văn chẳng qua là cảnh giới thiên cảnh cấp 1, còn họ dù không có xác thịt nhưng cũng có sức chiến đấu của thiên cảnh cấp 5. Chương 4981 thực lực hai bên cách biệt một trời một vực, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Chết đến nơi rồi mà anh vẫn còn ngông nghênh vậy sao, có điều đây cũng chỉ là thời khắc cuối cùng của anh thôi, Trần Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, sát khí đằng đằng nói. Hắn vừa dứt lời, máu loãng trong hồ máu bỗng đông lại. Cả mặt hồ đều bóng loáng như một viên bảo thạch cực lớn, phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Tất cả chuyện này đều là vì thực lực của ba người họ quá mạnh, lập tức khóa chặt không gian xung quanh Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn là thiên tài được trời chọn, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết. Ý chí chiến đấu của Trần Phong rất mạnh, một luồng khí ức vô song dâng lên từ dưới chân hắn như thể hắn là bá chủ của thế gian này. Dạ Ma Thiên toát ra sát khí đằng đằng. Lúc này một thanh bảo kiếm cực lớn bay đến cạnh ông ta, xung quanh cũng đã đầy kiếm ý vô biên, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sát khí. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Dạ Ma Thiên, người này đúng là có điểm khác biệt với mọi người. Nếu chỉ xét và tư chất thì ít nhất cao hơn 4 cậu chủ chiến quốc vài bậc. Còn Lăng Phùng ở đằng sau hai người, mặc dù khí tức yếu nhất nhưng cũng có thực lực thiên cảnh cấp 3, ba người tạo thành ba hướng bao vây Tiêu Chính Văn lại, tạo ra một sát trận. Tiêu Chính Văn, bây giờ giao sát mẹ ra đây vẫn chưa muộn, chỉ cần cậu nghe lời, tôi có thể cho cậu được thoải mái, nếu không tôi sẽ khiến cậu sống cũng không được mà chết cũng không xong. Dạ Ma Thiên kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn như thể ông ta là bá chủ của thế giới, có thể định đoạt sống chết của người khác. Trần Phong cũng cười nhạo, Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, anh không nên chọc vào nhà họ Trần. Chưa kể đến anh. Dù có là mấy thế lực xa xưa của ngoài lãnh thổ cũng phải nể mặt nhà họ Trần tôi. Sở dĩ anh có ngày hôm nay chỉ có thể trách anh tự chuốc họa vào thân. Trần Phong giơ thanh kiếm dài trong tay lên, sát khí nổi lên chém mặt hồ đã bị đông lại tạo ra vô số vết nứt. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh ngồi đó, chăm chú nhìn ba người trước mặt. Ánh mắt đó còn ẩn chứa sự chế giễu như thể đang nhìn ba tên hề nhảy nhót trước mặt. Thấy Tiêu Chính Văn không những không nghe lời mà còn dám nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt, Dạ Ma Thiên nổi giận. Một thiên cảnh cấp 1, một đánh ba mà trong ba người họ cũng chỉ có Lăng Phùng ở thiên cảnh cấp 3 có thực lực yếu nhất, Tiêu Chính Văn lấy đâu ra can đảm mà bình tĩnh như thế khi sắp chết đến nơi chứ? Lẽ nào cậu ta còn có âm mưu gì khác sao? Ừ, các ông có can đảm vậy là đáng mừng nhưng không đủ thông minh nói rồi Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy. Nở nụ cười lạnh lùng nói, chỉ sợ đến giờ các người vẫn không biết tại sao có thể thuận lợi đi vào âm phủ nhỉ. Mặc dù lối vào âm phủ nằm ở Tây Vực nhưng vấn đề là muốn đi vào trong qua lối bên kia lại không phải là chuyện dễ dàng.
Đừng thấy bốn người họ ai cũng có thực lực đáng sợ mà lầm tưởng, muốn xông vào từ lối đi vào của âm phủ phải là người rất lão luyện. Chương 4982 dù là Tiêu Chính Văn thì lúc xông vào âm phủ cũng gần như đối mặt với con đường âm phủ, rơi vào trong ảo ảnh vô tận. Phải biết là mặc dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn không cao nhưng đạo cảnh lại cao đến kỳ lạ, lĩnh hội cảnh giới quy chân tức là đồng tâm đại đạo rồi. Dù như thế Tiêu Chính Văn suýt nữa đã lạc, mấy người họ sao có thể thuận lợi đi vào bên trong âm phủ được. Cậu nói thế là sao? Dạ Ma Thiên quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, cười nhạo. Thật ra cho dù Tiêu Chính Văn có dở trò gì, ông ta cũng tràn đầy tự tin với bản thân. Chẳng qua quá trình đuổi giết Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Con mồi vốn dĩ nằm trong tầm tay nhưng lại vô cùng gian xảo khiến họ tốn không ít công sức mới bao vây Tiêu Chính Văn lại. Trong mắt họ, nếu không phải đại tướng Dạ Xoa ra tay can thiệp thì Tiêu Chính Văn đã chết từ đời nào rồi. Bây giờ mấy người họ đã trả cái giá cực đau đớn, thậm chí cảnh giới của Hồng Ấn liên tục giảm xuống mấy cấp bậc, ngay cả thọ nguyên cũng bị hiến tế mới có được cơ hội giáp mặt đối đầu với Tiêu Chính Văn. Ở một bên khác, trên đầu thành Phong Đô, đầu nguyên thánh mẫu và một người đàn ông mặc đồ đen đang lạnh lùng chăm chú nhìn về phía hồ huyết dục. Chúng đuổi đến đó thật không? Người đàn ông đồ đen cười nói. Vẫn là do đám người Dạ Ma Thiên quá sơ suất, chỉ dựa vào họ thôi thì sao có thể tự do đi lại trong âm phủ với thần hồn. Thật ra cả âm phủ đều nằm trong tay Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương, lần trước Tiêu Chính Văn có thể làm dậy sóng ở âm phủ chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn. Vì từ lúc bắt đầu, cả âm phủ chưa từng nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ làm được gì. Điều này mới làm cho Tiêu Chính Văn thuận lợi lấy được cơ thể Hạo Thiên, hơn nữa thực lực còn tăng lên. Còn với đám người Dạ Ma Thiên, cả âm phủ đều đã có chuẩn bị từ trước, hơn nữa đã bày bố bẫy ở khắp nơi. Bên bờ sông huyết dục, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt mỉm cười, sau đó giơ tay lên với đằng sau. Một chiếc quan tài pha lê xuất hiện trong không trung. Nhìn thấy quan tài pha lê bay trong không trung đến, đám người Dạ Ma Thiên nhíu mày. Bụp, quan tài pha lê bỗng phân tán ra, thần hồn của Tiêu Chính Văn cũng bước đến nhập vào cơ thể đó. Sau đó Tiêu Chính Văn mở mắt ra, giữa trời đất là một luồng khí tức đáng sợ đè ép xung quanh. Thậm chí trên bầu trời âm phủ cũng đã xuất hiện ánh sáng màu đen. Khí tức này cực kỳ lạnh lẽo và khủng khiếp, người ở cả âm phủ đều run sợ. Chương 4983 xoẹt, một lưỡi kiếm gió sắc bén bỗng đánh về phía Trần Phong. Trần Phong giơ thanh kiếm trong tay lên, dùng một kiếm khí vô song tấn công lưỡi kiếm gió. Nhưng Trần Phong vẫn chưa đứng vững thì lại đón nhận thêm một lưỡi kiếm gió lao đến. Trần Phong không khỏi hoảng sợ, vội vàng né người tránh khỏi đòn tấn công này. Khi mọi người xoay người lại lần nữa, Tiêu Chính Văn đã dựa vào cơ thể Hạo Thiên kiêu ngạo đứng trên không trung. Cậu còn có xác thịt ở âm phủ ư? Lúc này sắc mặt Trần Phong và Dạ Ma Thiên đều trở nên cực kỳ khó coi. Vì cơ thể này của Tiêu Chính Văn quá mức kỳ lạ, ngay khi Tiêu Chính Văn và cơ thể này sáp nhập lại làm một, tu vi đã tăng lên thiên cảnh cấp 6 từ thiên cảnh cấp 1. Hơn nữa cách biệt giữa xác thịt và thần hồn cực lớn. Nếu là bình thường trong khi có xác thịt thì với cảnh giới thiên cảnh cấp 3 đã có thể đánh bại được thiên cảnh cấp 5 không có xác thịt. Hơn nữa nếu không có xác thịt, rất nhiều trận pháp và thuật pháp đều bị hạn chế, dù có thể khai triển nhưng uy lực cũng sẽ bị giảm rất nhiều. Lúc này cho dù là Trần Phong hay Dạ Ma Thiên, sắc mặt cũng đều rất khó coi. Họ lại trúng kế của Tiêu Chính Văn nữa rồi. Có thể nói trước giờ họ vẫn cứ lòng vòng trong cái bẫy mà Tiêu Chính Văn đã tạo ra. Mọi người không cần lo, dù hắn có xác cũng có vấn đề gì đâu. Trần Phong nghiến răng lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, từ lúc bắt đầu anh vẫn không dám đánh một trận với bọn tôi, cứ luôn dùng âm mưu để tính kế với bọn tôi. Anh mà xem là anh hùng nỗi gì. Dù anh có xác thì có thể thế nào. Giết anh cũng chỉ như giết con gà con chó thôi. Vừa dứt lời, Trần Phong đâm một kiếm đến. Đòn tấn công này nhanh như chớp, ngay cả không khí xung quanh cũng đều bị chém ra một khe hở. Uy lực của đòn tấn công này rất mạnh, dù là cao thủ cảnh giới ngụy tiên đỉnh cao cũng khó mà thoát được. Nhưng ngay khi Trần Phong đã cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết thì Tiêu Chính Văn cũng ra tay. Chỉ dựa vào một kiếm của anh mà cũng muốn giết tôi cơ à, Tiêu Chính Văn cười nhạo. Đối với Dạ Ma Thiên mà nói,
thân xác của Tiêu Chính Văn vốn đã chiếm trọn ưu thế, mà lúc này, bí trận không gian của Hoa Sơn đã hoàn toàn phân cách Tiêu Chính Văn và ba người bọn họ. Có thể nói, khoảnh khắc này, mặc dù bọn họ gần trong gang tấc, thế nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì lại đang ở bên trong những vĩ độ không gian khác nhau. Ánh kiếm lóe sáng và lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn chỉ trong nháy mắt, một tia sáng màu vàng bừng lên, nối thẳng giữa đất trời. Bỗng chốc, một tia máu tanh nồng bắn thẳng ra, ngón tay cầm kiếm của Trần Phong gần như đều đứt đoạn hết. Chương 4984A, Trần Phong kêu lên thảm thiết, đau tới độ hắn gần như trợn trừng cả hai mắt. Anh muốn tự phế mình bằng một nhát kiếm sao, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói. Lúc này anh có cảnh giới thiên cảnh cấp 6, đã gần như ngang hàng với thời kỳ đỉnh cao của mấy người Hồng Ấn, còn mấy người Trần Phong lại mất đi xác thịt, xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn với trạng thái thần hồn, chiến lực lại còn giảm sút mạnh mẽ. Vậy nên cho dù là uy thế còn lại của bí trận không gian thì cũng không phải là thứ mà Trần Phong có thể chống đỡ. Đặc biệt là khoảnh khắc nhát kiếm của hắn chưa chạm tới bí trận không gian thì đã thầm cảm thấy không ổn, thế nhưng hắn còn chưa kịp rút kiếm về đã bị chặt đứt mất ngón tay. Nếu như không phải vào khoảnh khắc hắn cảm thấy không ổn trần trừ một lát thì e rằng cả cánh tay đều đã bị chém đứt luôn cả rồi. Tiêu Chính Văn, nếu như hôm nay Trần Phong tôi không giết được anh thì tôi không làm người, Trần Phong gào lên đầy phẫn nộ. Ngay tức thì, trên bầu trời sấm chớp chằng chịt, cuồng phong nổi dậy. Hắn là con cưng độc nhất vô nhị của nhà họ Trần đó. Hôm nay lại bị một kẻ tiểu bối nhỏ bé như con kiến bên trong thế tục làm cho bị thương, điều này thật khiến cho hắn mất hết thể diện. Hơn nữa, hắn có cảnh giới gì? Còn Tiêu Chính Văn thì có cảnh giới gì? Chuyện này chẳng khác gì bị Tiêu Chính Văn tát cho một cái. Lăng Phùng nhắm chuẩn thời cơ, tung ra một nhát kiếm. Khí tức mãnh liệt lập tức chấn động đất trời, trên bầu trời giống như xuất hiện một dáng mây màu bạc. Xoạt, trên không trung, một đóa hoa kiếm rực rỡ mở ra phía sau lưng Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này gần như chém trọn màn trời, cắt đứt tất cả sức sống của Tiêu Chính Văn. Đối diện với nhát kiếm đột ngột mang theo uy thế mạnh mẽ như vậy, đổi lại là người khác thì e rằng chắc chắn chỉ còn đường chết. Thế nhưng nhát kiếm này của hắn rõ ràng còn quá non yếu ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng có trình độ rất cao về kiếm cảnh và kiếm ý. Dù là Dạ Ma Thiên thì cũng chưa chắc đã có thể sánh ngang vai với anh chứ huống hồ gì là Lăng Phùng. Xoạt, Tiêu Chính Văn cũng vùng kiếm chém ra, chỉ là trong nhát kiếm này giống như mang theo một khí vận vương triều, lại đan xen với khí tức đế vương. Cùng là một nhát kiếm, thế nhưng nhát kiếm này của Lăng Phùng chỉ có uy thế chứ không có khí vận. Hai nhát kiếm va vào nhau, tầng mây đảo lộn, thậm chí giữa đất trời còn xuất hiện cả loạn lưu thời không. Tháng năm vô tận trôi qua với tốc độ cực nhanh trên bầu trời. Chương 4985 Juda trốn ở nơi xa, âm thầm quan sát trận chiến không khỏi cười khổ. Hắn vừa mới bị Tiêu Chính Văn hút mất tất cả tu vi, lúc này đang suy yếu tới cực điểm. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa đó thì trong lòng đã hoàn toàn mất đi ý chí đối kháng. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn nào còn dám nói bản thân là thiên tài nữa. Cho dù là so với Trần Phong và Dạ Ma Thiên thì hắn cũng chỉ giống như một con kiến mà thôi. So với mấy người trước mắt, hắn rõ ràng yếu như một đứa trẻ. Khoảnh khắc này, hư không lại bùng nổ, vòm trời bị vô số tia kiếm chém cho nứt ra thành những khe hở cực lớn. Lăng Phùng không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh, kiếm cảnh của đối phương rõ ràng quá cường đại, thậm chí kiếm ý của hắn còn bị đối phương công kích cho vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Phải biết rằng kiếm ý là sự tồn tại cao hơn kiếm cảnh, mà Tiêu Chính Văn chỉ dùng kiếm cảnh đã đánh bại được hắn. Điều này rõ ràng chẳng thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một nhát kiếm đã phân được cao thấp. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn tới từ địa cầu vẫn luôn bị chư thiên thần giới coi thường. Hơn nữa còn là thế tục yếu nhất bên trong địa cầu. Bị một tiểu bối như vậy đánh bại, trong lòng Lăng Phùng sao lại không kinh ngạc được cơ chứ? Lăng Phùng, cẩn thận! Thấy đệ tử của mình ngẩn ra tại chỗ ngay trong lúc đang chiến đấu, Dạ Ma Thiên gào lên một tiếng để nhắc nhở. Lăng Phùng cũng lập tức bừng tỉnh, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Đối diện với nhát kiếm của Tiêu Chính Văn, hắn đã chẳng thể né tránh được nữa. Cho dù có tháo chạy thì chắc chắn cũng sẽ bị nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn chém mất nửa bên thân người. Nếu như đã chẳng thể né tránh thì cũng chỉ có thể gắng sức mà đối đầu với nhát kiếm này thôi.
Giết, Lăng Phùng bực tức gầm lên, giơ kiếm chém ra. Ầm, hai thanh kiếm lại lao vào nhau trên hư không, chỉ là lần này hắn không còn may mắn như lần trước nữa. Từng tia sáng kiếm giống như xé toang màn hào quang đen tối và đi xuyên qua. Lăng Phùng trừng mắt nhìn hàng nghìn tia kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Ngay sau đó, ánh mắt của Lăng Phùng chợt trở nên dã rời, cảnh giới tụt xuống đỉnh cao đế cảnh chỉ trong nháy mắt. Mặc dù nhát kiếm này không thể giết chết Lăng Phùng, thế nhưng cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Lúc này, ngay cả Dạ Ma Thiên cũng không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm nữa. Chương 4986 mãi tới bây giờ, Trần Phong mới hiểu ra tại sao Hồng Ấn cứ nhắc đi nhắc lại phải đuổi kịp Tiêu Chính Văn, tuyệt đối không được lãng phí thời gian, buộc phải một đòn giết chết Tiêu Chính Văn và không màng tới cái giá phải trả. Tiêu Chính Văn thật sự quá đáng sợ, không chỉ có vô số con át chủ bài, thực lực càng không yếu hơn bất cứ ai trong số bọn họ. Lăng Phùng thân bị trọng thương, thần hồn cũng nhạt đi mất mấy phần, thậm chí còn suýt bị Tiêu Chính Văn đánh cho thần hồn tiêu tán. Cứu tôi, lần này, Lăng Phùng thật sự sợ hãi, nếu như Tiêu Chính Văn lại chém ra, hắn căn bản chẳng thể đỡ nổi, thậm chí nhát kiếm đó còn là dấu chấm hết cho quãng đời này của hắn. Chết đi, Trần Phong lại vung kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, dù anh có dùng thủ đoạn gì thì ngày hôm nay anh cũng buộc phải chết. Trần Phong gần như đã tung ra con át chủ bài cuối cùng, chỉ muốn chém đôi Tiêu Chính Văn ra thành hai mảnh với một nhát kiếm. Tiêu Chính Văn cười khẩy, quay người lại, cực kỳ tùy ý tung một nhát kiếm ra. Soạt, nơi nào ánh bạc đi qua đều giống như lập nên một kỷ nguyên mới. Kiếm ý vô tận chiếu rọi xuống giống như thiên thần hiện thế. Chỉ dựa vào mấy người mà cũng xứng bảo tôi dùng thủ đoạn. Không cảm thấy mất mặt à? Bốn người vây đánh một mình tôi, hơn nữa ai nấy đều có cảnh giới hơn tôi, còn muốn tôi đấu một trận công bằng với mấy người sao? Có phải muốn tôi trói hai tay đứng ở đó mặc cho mấy người chém giết thì mới không phải là dùng thủ đoạn hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chế nhạo. Vừa nói dứt lời, thanh kiếm cái thế của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn hóa giải đòn công kích của Trần Phong, đồng thời nhấc chân tung ra một cú đá thẳng lên trên lồng ngực của Trần Phong. Bốp, Trần Phong bị đá ra xa mấy trăm mét, cả người suýt bị đá cho bầm dập. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười mỉa. Nói với Trần Phong, chỉ dựa vào anh mà cũng xứng tự xưng là thiên tài gì đó ư. Nhà họ Trần mấy người quả đúng là chẳng có ai kế tục. Anh, Trần Phong nổi điên lên, thế nhưng lại chẳng làm được gì Tiêu Chính Văn. Hắn là con cưng của trời, chưa nói tới chuyện bây giờ bị Tiêu Chính Văn áp chế mà đánh, vậy mà còn bị sỉ nhục triệt để. Phải biết rằng nhà họ Trần là thế gia tới từ chư thiên thần giới. Chương 4987 nhà họ Trần thậm chí có thể bắt nguồn từ tận thời đại của Hoàng đế, vô cùng xa xôi, căn cơ của nhà họ Trần hết sức thâm sâu, Trần Phong được nhà họ Trần cất giấu để bồi dưỡng lúc này lại bị một kẻ tiểu bối trong thế tục trấn áp như vậy. Bảo hắn chấp nhận chuyện này kiểu gì đây? Còn không mau ra tay, Trần Phong hoàn toàn nổi điên, phẫn nộ gầm lên với Dạ Ma Thiên giống như một kẻ điên. Dạ Ma Thiên lúc này cuối cùng cũng ra đòn, gã giơ một cánh tay lên. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Mây đen khủng bố che kín vòng trời, vô số tia sét màu tím đan chéo vào nhau bên trong vòng xoáy. Một thanh kiếm lớn chậm rãi hiện ra bên trong vòng xoáy, cùng với sự xuất hiện của thanh kiếm lớn đó, bầu trời lập tức biến sắc, mà tất cả mọi thứ giữa đất trời đều trở nên u tối không chút ánh sáng. Sông huyết dục đỏ ngầu đang chảy êm đềm, đây cũng là dòng sông nổi tiếng nhất trong âm phủ. Nhưng khi Dạ Ma Thiên triệu hồi thanh kiếm kia, nước sông huyết dục đỏ ngầu đã biến mất, ngay cả quang cảnh trong vòng trăm km cũng thay đổi. Trong chớp mắt, sông huyết dục đáng sợ đã trở nên tuyệt đẹp. Hàng liễu rủ bên bờ, cây cầu nhỏ vắt qua sông, còn có lác đác vài con thuyền, một vài ngư dân đang đẩy mái chèo, ngược dòng trong lòng sông. Xa xa người người tấp nập, khói bếp bốc lên nghi ngút. Trên những cây đào bên bờ sông có vô số bông hoa thi nhau đua nở, dù là ý cảnh hay quang cảnh, đều giống như chốn thần tiên nơi hạ giới. Tiêu Chính Văn liếc nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ nở một nụ cười hờ hững. Rõ ràng đây không phải là ảo ảnh, mà là một trận pháp không gian, có thể thấy, Dạ Ma Thiên vô cùng am hiểu trận pháp không gian, cũng đã đạt đến đỉnh cao của trận pháp này. Ảo ảnh chân thực như thật sẽ khiến người ta có cảm giác rằng ảo ảnh không phải ảo ảnh. Theo ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục, hàng vạn năm trước,
chư thiên thần giới đã có một người đàn ông tự mình tạo ra một thế giới vĩ đại. Tất cả mọi thứ trên đời này đều do người đàn ông đó tạo ra. Quỷ thủ thần công, thâu thiên tạo hóa thật sự giống như thần sáng thế, chỉ đáng tiếc là người đàn ông trong thần thoại kia đã chết trong trận chiến với Đế Tuấn hàng trăm năm trước. Những vết thương trên người Đế Tuấn cũng có liên quan trực tiếp đến người đàn ông này. Nếu đoán không nhầm thì Dạ Ma Thiên xuất thân từ thế gia đó, nếu không, gã không thể diễn dịch ý cảnh một cách tài tình như vậy. Chẳng trách từ khi bước vào vùng ngoài lãnh thổ, Dạ Ma Thiên đã vô cùng kiêu ngạo, nếu gã thật sự xuất thân từ gia tộc đó thì quả thực có chút bản lĩnh. Hơn nữa, nơi đây còn là âm phủ, Dạ Ma Thiên dùng thần hồn để thi triển trận pháp này, khi sức mạnh suy giảm, mà vẫn có thể diễn dịch ảo cảnh một cách thân thực như vậy thì ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải thầm tán thưởng. Bỗng chốc, trên trời mưa bay lất phất, hết giọt này đến giọt khác. Nhìn thì có vẻ đẹp như tranh vẽ, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát khí. Chương 4988 lúc này, Dạ Ma Thiên chắp một tay sau lưng, đứng bên bờ sông nhỏ, hòa nhập với vẻ đẹp của khung cảnh đẹp đẽ này, như thể thế giới này thuộc về Dạ Ma Thiên. Người và cảnh hòa quyện vào nhau, mọi thứ đều vô cùng tự nhiên. Nếu không phải cảnh giới của Tiêu Chính Văn đã đạt tới độ cao nhất định thì chắc chắn không thể phát hiện ra hàng ngàn sát khí ẩn chứa bên trong này. Nếu là người khác, e rằng đã chết từ lâu rồi. So với những chiêu thức kịch liệt, thì loại chiêu thức tiềm ẩn này càng đáng sợ hơn. Mỗi cảnh đẹp nơi đây đều ẩn chứa sát khí, nếu quan sát thật kỹ, ngay cả mưa phùn trên trời cũng chẳng khác nào thanh kiếm ẩn hiện. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chính Văn mỉm cười. Anh có vinh hạnh đấu với hậu duệ của người đàn ông ghi trong Thiên Sơn Thư Lục, cũng coi như là đời này sống không uổng phí. Thật ra đây không còn là cuộc chiến giữa Tiêu Chính Văn và Dạ Ma Thiên nữa, mà là cuộc so tài giữa chư thiên thần giới và giới thế tục. Cả Tiêu Chính Văn hay tổ tiên của Dạ Ma Thiên đều là những nhân vật vạn năm hiếm gặp. Lúc này, trong lòng Tiêu Chính Văn tràn đầy tinh thần chiến đấu, Dạ Ma Thiên cũng lộ ra sát khí. Tiêu Chính Văn còn chưa kịp hành động, Dạ Ma Thiên đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ nổi lên từ phía sau mình. Tiêu Chính Văn, anh tự phụ quá rồi đấy, đại trận huyền ma này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Dạ Ma Thiên cầm thanh kiếm dài, nhìn Tiêu Chính Văn cười nhạo. Đại trận huyền ma này khác với những ảo cảnh khác ở chỗ người được kéo vào trận pháp có thực lực càng mạnh thì sức mạnh của trận pháp càng mạnh hơn. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hơn nữa trong trận pháp có vô số cái bẫy để giết người. Nhưng nếu đối phương chỉ là một người bình thường thì sẽ bình an vô sự khi bước vào trận pháp huyền ma, thậm chí còn có thể sống ở đây đến cuối đời mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là điểm khác biệt của trận pháp này. Với ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn, cơn mưa phùn trên bầu trời cũng biến thành mưa to. Mỗi một hạt mưa rơi xuống đều như mũi kim, vô cùng sắc bén. Nhưng những hạt mưa này đã bị bức tường ngăn cách mà Tiêu Chính Văn tạo ra ngăn cản. Đừng thấy tất cả những gì trong trận pháp này dường như không có bất kỳ sức mạnh nào mà lầm, thực ra sức mạnh của nước gần như là sự tồn tại bất khả chiến bại trên đời này. Ngay cả những ngọn núi cao vạn thước cũng bị những giọt nước xuyên qua, thậm chí cả một con đèo hiểm trở cũng bị san bằng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Dạ Ma Thiên cũng phải lấy ra một chiếc ô màu đen để che mưa, nếu không, cho dù là người thi triển trận pháp thì cũng không thể chống đỡ nổi. Dạ Ma Thiên vừa nâng ô lên, bóng dáng của Tiêu Chính Văn chợt chuyển động. Chỉ một bước chân đã khiến mặt đất nứt ra kẽ sâu khó lường. Chương 4989 cùng lúc đó, vô số ngôi sao rực lửa từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời những hạt mưa cũng bốc hơi sạch sẽ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tung nắm đấm, uy lực của cú đấm này gần như phá tan thế giới hư ảo này. Dạ Ma Thiên cũng không hề yếu kém, vung thanh kiếm khổng lồ trong tay, nghênh đón đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Đấm và kiếm va chạm vào nhau, tạo ra ánh sáng chói lọi, mọi thứ xung quanh vỡ tan thành từng mảnh. Nếu chiêu thức này đặt ở vùng ngoài lãnh thổ thì đủ để phá hủy một thế giới. Lúc này, Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Dạ Ma Thiên, mà đi thẳng về phía Thanh Sơn. Bởi vì trận pháp này vốn không thuộc về Dạ Ma Thiên, nói cách khác. Trận pháp này có uy lực lớn mạnh như vậy là bởi vì nó là hóa thân của người đàn ông tạo ra thế giới kia trong chư thiên thần giới. Có thể nói, trận pháp này ảo diệu ở chỗ không cần Dạ Ma Thiên tác động,
mà nó có thể tự mình xoay chuyển. Trong trận pháp này, thứ Tiêu Chính Văn phải đối mặt không phải là Dạ Ma Thiên, mà là thần hồn đã chết từ hàng vạn năm trước. Đây là một cuộc đọ sức vượt thời gian và không gian, cũng là một cuộc so tài đạo cảnh. Còn Dạ Ma Thiên bây giờ chỉ là một khán giả, bởi vì gã cũng không thể nhìn thấu sự bí ẩn của trận pháp này. Theo mỗi bước chân của Tiêu Chính Văn, sông Hà chảy ngược, trời đất đổi vị trí, dường như cả thế giới đều bị đảo lộn. Không chỉ vạn vật đảo lộn và ngay cả bốn mùa, ngày đêm cũng vậy. Đây không chỉ là trận pháp đơn giản mà là diễn hóa thiên đạo, đảo ngược thiên đạo, thay đổi thiên đạo. Trừ khi cảnh giới đã đạt đến cảnh giới rất cao, nếu không sẽ không thể đạt với trình độ như vậy. Tiêu Chính Văn cũng được lợi rất nhiều từ trận chiến này. May là người tiến vào trận pháp này là Tiêu Chính Văn, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị thiên đạo này giết chết ngay lập tức. Tiêu Chính Văn phất tay, thiên đạo, hai cực, bốn mùa vốn đã bị đảo lộn lập tức trở lại bình thường. Đây chính là điều mà Tiêu Chính Văn cảm nhận được từ trong trận pháp này, cái gọi là thiên đại vốn hư vô, không có bất kỳ ý chí nào. Thiên đạo hay cả vũ trụ đều đang thay đổi theo ý muốn của con người. Đó là lý do tại sao một số người đã nghiên sức sức mạnh tâm trí của con người, đưa nó vào thực nghiệm và còn nhận được kết quả nghiên cứu. Thực ra, đến cảnh giới như Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn hiểu rõ được vũ trụ này, nó chỉ là dung hợp vô số ý niệm mà thôi. Mọi hạt, mọi nguyên tử, mọi phân tử đều được biến đổi theo tâm trí con người. Khi Dạ Ma Thiên nhìn thấy tất cả mọi thứ bị đảo lộn rồi lại khôi phục ban đầu, gã không khỏi bàng hoàng. Lúc này, gã chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thậm chí còn không dám chắc chắn mình đúng hay sai khi lôi Tiêu Chính Văn vào trận pháp này. Tiêu Chính Văn bước ba bước đã đến trước mặt Dạ Ma Thiên. Trận pháp này quả thực rất thần bí, nhưng đáng tiếc, nó vốn không thuộc về anh. Tiêu Chính Văn thở dài tiếc nuối. Chương 4990 nếu Dạ Ma Thiên cũng hiểu được sự huyền ảo của trận pháp này thì có lẽ Tiêu Chính Văn đã có thể tìm hiểu hơn nữa. Một giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn tung đòn, đòn này dường như đem theo cả ý chí trời đất một phương, nện mạnh xuống. Nếu Dạ Ma Thiên trúng đòn này của Tiêu Chính Văn thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Ngay thời khắc mấu chốt này, Dạ Ma Thiên đột nhiên ngẩng đầu nói với ánh mắt tàn nhẫn, ồ, nó không thuộc về tôi sao? Anh chắc chắn chứ, trận pháp này không phải Dạ Ma Thiên tạo ra thật nhưng gã đã được truyền thừa từ nhỏ, hơn nữa tập luyện đến nay, có thể nói những người cao hơn gã hai ba cảnh giới cũng không thoát được trận pháp của gã, sao Tiêu Chính Văn có thể thoát được? Ngay khi một chưởng của Tiêu Chính Văn sắp đánh xuống, trời đất bỗng thay đổi. Bầu trời rung chuyển dữ dội như sắp sụp xuống. Rầm, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, bầu trời bỗng xuất hiện một khe hở khá rộng. Sau đó một cỗ quan tài đá màu đen bỗng bay đến. Dung hợp. Dạ Ma Thiên lấy thanh kiếm chém vào lòng bàn tay mình làm máu bắn lên cỗ quan tài đá màu đen. Bụp, khi máu của gã bắn lên quan tài đá đó, từng làn khói trắng bỗng bốc lên. Cùng lúc đó dường như có một sự tồn tại từ thời cổ đại đang dần thức tỉnh, luồng khí tức đó thay đổi màu sắc của trời đất và khiến tất cả chúng sinh phải quỳ lạy nó. Sau đó trên quan tài đá đó xuất hiện vô số sợi tơ màu đen, những sợi tơ này giống hệt với những cái Tiêu Chính Văn nhìn thấy ở Minh Hà. Vô số sợi tơ rơi xuống như một thác nước đen tuyền. Sức mạnh ẩn chứa trong đó gần như khiến trời đất này không thể chịu được. Như thể thế gian này cũng cảm nhận được khí tức bị đe dọa, gần như đều rung chuyển, lắc lư. Không chỉ âm phủ, thậm chí ngay cả ngoài lãnh thổ cũng cảm nhận được sự chấn động dữ dội. Quan tài đá đen đó lơ lửng giữa không trung, uy lực vô tận như bầu trời sắp bị đè ép xuống. Rầm, thoáng chốc cả địa cầu đều xảy ra sóng thần cực kỳ hiếm thấy. Ở vùng ngoài lãnh thổ, rất nhiều ngọn núi sụp xuống. Tiêu Chính Văn ở trong đại trận cũng nhíu mày, hình như anh từng biết đến khí tức này. Dưới đáy Minh Hà, anh từng cảm nhận được khí tức hủy diệt trời đất này, chỉ là lúc đó khí tức này cực kỳ yếu, nếu không cảm nhận kỹ. Thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không nhận ra. Tiêu Chính Văn ngạc nhiên nhìn quan tài đá đen tuyền, lẽ nào quan tài đá này có liên quan gì đó đến Minh Hà? Chương 4991 hay nói cách khác, tổ tiên của Dạ Ma Thiên người đã lập ra một thế giới lớn ở ngoài vũ trụ đến từ Minh Hà. Hay là Minh Hà là thế giới mà ông ta đã tạo ra?
Ngay cả Dạ Ma Thiên cũng ngơ ngác chứ đừng nói là Tiêu Chính Văn, gã không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như thế. Hơn nữa sợi tơ đen tuyền đó là sao thế? Cùng lúc đó nắp quan tài đá đen bay lên, sau đó một thi thể đã khô cực kỳ đáng sợ ngồi dậy từ trong quan tài. Theo lý thì đây chỉ là ảo ảnh, mọi thứ trước mắt có lẽ đều không phải thật mới đúng, nhưng khoảnh khắc thi thể khô đó bật dậy trong quan trì, cả địa cầu dường như bị thi thể đó khống chế. Từng dòng chảy thời không đều xuất hiện xung quanh quan tài đá, dường như có một sự tồn tại đáng sợ sắp lao vào địa cầu qua dòng chảy thời không. Chuyện gì thế này? Ngọc Kiếm Thiên Quân ở bên kia kết giới vũ trụ cũng cảm nhận được khí tức bất thường. Khí tức đó quá mạnh khiến ông ta cũng phải chậc lưỡi. Thậm chí khi khí tức đó xuyên qua hành lang thời không dài để đến địa cầu, Ngọc Kiếm Thiên Quân như cảm nhận được khí tức chết chóc đang ép đến gần ông ta. Cùng lúc đó trong Lôi Hải Côn Luân ở thế tục đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng đáng sợ. Trong quả cầu ánh sáng đó cùng chứa khí tức đáng sợ nào đó, chớp nhoáng bay vào chân trời. Cả bầu trời lập tức biến thành một màu trắng bạc. Người dân trong thế tục hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng khi màn sáng trắng bạc đó bao trùm cả bầu trời, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi như thể sống sót sau tai nạn. Gần như cả địa cầu đều xảy ra chuyện này, thậm chí người dẫn chương trình đang phát sóng trực tiếp tin tức cũng lập tức ngừng đọc bản tin trong chốc lát. Các hot girl đang live stream sững sờ trong giây lát. Sau đó hoảng sợ bật khóc. Rất nhiều em bé vừa chào đời cũng ngưng khóc cùng lúc, đều ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ở nơi sâu nhất của âm phủ, nơi tận cùng khi xuyên qua 18 tầng địa ngục, một đôi mắt đỏ ngầu cũng chậm rãi mở ra như thể một sự tồn tại đáng sợ đã ngủ đông rất nhiều năm cũng bị khí tức này đánh thức. Dưới mặt đất đế khư ở ngoài lãnh thổ cũng vang lên tiếng ầm ầm như có vật gì đó sắp phá đất chui lên. Thoáng chốc dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, tất cả động vật thú dữ trong núi đều ngừng việc truy bắt, ngay cả chim cũng rơi xuống cành cây, run lẩy bẩy. Cả địa cầu đều cảm nhận được như có lời triệu hồi nào đó, rất nhiều sự tồn tại xa xưa, khủng khiếp đều thức tỉnh. Trời đất đang rung chuyển, bầu trời âm phủ cũng đang nứt ra và sụp đổ. Lúc này Dạ Ma Thiên đã hoảng sợ mặt mày không còn chút máu, gã đã từng sử dụng trận pháp này rất nhiều lần. Nhưng chỉ có lần này thu hút một sự tồn tại đáng sợ chưa biết là gì. Thậm chí gã có linh tính sự tồn tại trong cổ quan tài đá này nhìn gã một cái thôi cũng sẽ khiến gã biến thành cho bụi. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đang im lặng không động đậy, rốt cuộc sự tồn tại trong quan tài đá này có liên quan thế nào với Minh Hà? Chương 4992 nhưng có thể chắc chắn sự tồn tại đáng sợ trong quan tài đá đã chết, nói cách khác lúc này ông ta cũng chỉ cỏ thần hồn thôi. Nhưng dù cùng là cơ thể của thần hồn, sự tồn tại trong quan tài đá cũng có thể hủy diệt mọi thứ trong thế gian ngay lập tức. Ngay lúc này, quả cầu cực lớn trồi lên trước đó ở Côn Luân xuyên thẳng qua lối vào âm phủ, lao thẳng đến sông máu huyết dục. Tiêu Chính Văn còn chưa hoàn hồn, vầng sáng màu bạc đó đã đến cạnh Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó sức mạnh khủng khiếp bùng phát trong người Tiêu Chính Văn. Khí tức cả người Tiêu Chính Văn cũng tăng lên đến độ cao chưa từng có trước đó. Dầm, Tiêu Chính Văn tung một cú đấm, sức mạnh đủ để hủy diệt mọi thứ lập tức xuyên qua hành lang thời không dài đỡ lấy sự tấn công của khí tức đáng sợ đó. Âm thanh cực lớn xuyên qua cả vũ trụ, sự tồn tại đáng sợ trong quan tài đá dường như cũng nhận ra điều gì đó, chậm rãi quay về trong quan tài đá. Quan tài đá biến mất, mọi ảo ảnh trước mắt Tiêu Chính Văn cũng không còn tăm hơi. Lúc này cả người Dạ Ma Thiên đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Run lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất. Ông ta đã sợ đến mức hốt hoảng, mọi chuyện xảy ra vừa rồi không phải là ảo giác mà là thật. Rốt cuộc người kia là ai? Điều khiến Dạ Ma Thiên cảm thấy lạnh sống lưng nhất là sự tồn tại đó lại luôn ẩn mình trong trận pháp của mình, nghe có vẻ đáng sợ. Ngay khi Dạ Ma Thiên ngã xuống, Trần Phong vội bước đến đỡ gã. Lăng Phùng bên cạnh cũng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kiêng dè hơn. Dạ Ma Thiên là thầy của Hàn, chỉ một trận thôi đã thất bại trong tay Tiêu Chính Văn, xem ra họ vẫn còn xem thường Tiêu Chính Văn quá. Tiêu Chính Văn nhìn Dạ Ma Thiên đã khiếp sợ mặt mày trắng bệch, bình thản cười nói, xem ra ông cũng không biết nhiều về trận pháp của mình nhỉ. Thật ra mặc dù Tiêu Chính Văn cũng ngạc nhiên với cảnh tượng vừa rồi, nhưng khác với Dạ Ma Thiên, ảo ảnh đó vốn dĩ xa lạ với Tiêu Chính Văn.
Thế nên cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quá bất ngờ với anh, Dạ Ma Thiên thì khác, trong trận pháp của mình mà lại ẩn chứa một sự ồn tại đáng sợ, như thế cũng đủ khiến gã sợ bán sống bán chết rồi. Trần Phong một tay đỡ Dạ Ma Thiên, một tay khác cầm thanh kiếm dài, cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn. Hiển nhiên là chỉ dựa vào hắn và Lăng Phùng thì không bao giờ giết được Tiêu Chính Văn, nhưng Dạ Ma Thiên có thực lực cao nhất trong số họ đã trở nên như vậy rồi. Càng chí mạng hơn là lúc này khí thức của Tiêu Chính Văn liên tục tăng thêm, nhoáng cái đã có thực lực cảnh giới chân tiên. Trần Phong không có thời gian hỏi Dạ Ma Thiên rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này. Chương 4993 đối diện với một cao thủ ở cảnh giới chân tiên thực thụ, Trần Phong lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dẫu sao khi trước hẳn cũng là cao thủ nguy tiên đỉnh cao, biết rõ giữa nguy tiên và chân tiên mặc dù chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng cách biệt giữa hai cảnh giới quá lớn. Tiêu Chính Văn, anh cho rằng như vậy thì anh có thể thoát được một kiếp nạn sao? Tôi nói cho anh biết, người mà chúng tôi đã muốn giết chưa một ai có thể sống sót trở về. Trần Phong phẫn nộ gào lên một tiếng, đối diện với một cao thủ ở cảnh giới chân tiên, hắn đương nhiên sẽ không ngốc tới độ ăn nói bậy bạ, nếu như đã dám nói ra thì hắn chắc chắn đã có chỗ dựa. Trần Phong vừa nói dứt lời, một tia kiếm xuyên qua đất trời và lao thẳng tới. Một giây sau, một tòa lầu gác khổng lồ xuất hiện. Trần Phong vội vàng kéo theo Dạ Ma Thiên đang sợ tới ngây người và cả Lăng Phùng cùng quay người chạy vào bên trong tòa lầu gác đó. Cho dù bọn họ đã mắc phải âm mưu của Tiêu Chính Văn, thế nhưng cũng tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Mặc dù không giết được Tiêu Chính Văn, thế nhưng ít nhất cũng không khiến cho bản thân gặp nguy hiểm. Rất rõ ràng, đây chính là chỗ dựa sau lưng bọn họ, đến để đón ba người họ trở về. Trận chiến kinh thiên như vậy cũng được đặt dấu chấm hết cùng với sự rời đi của ba người họ. Mặc dù trong quá trình biến số quá nhiều, thế nhưng mấy người Hồng Ấn liên thủ tới giết. Không những chẳng thể giết được Tiêu Chính Văn mà ngược lại cả bốn người đều bị trọng thương. Nếu như tin tức này truyền tới vùng ngoài lãnh thổ thì e rằng sẽ khiến cho cả vùng ngoài lãnh thổ bùng nổ chỉ trong nháy mắt. Sau khi mấy người bọn họ tháo chạy, Đầu Nguyên Thánh Mẫu lo lắng đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, vô cùng cung kính nói, cậu Tiêu, khi trước tôi không ra tay đều là vì, không cần giải thích nữa, tình hình ban nãy hết sức nguy cấp. Và lại cho dù bà có ra tay thì căn bản cũng chẳng giúp được gì, Tiêu Chính Văn khế xua tay nói. Cảm ơn cậu Tiêu đã hiểu cho. Chỉ là tôi có một chuyện không hiểu, ban nãy cậu Tiêu rõ ràng có cơ hội tóm được ba người bọn họ, tại sao cậu lại thả hổ về rừng vậy chứ? Đầu Nguyên Thánh Mẫu hỏi với vẻ mặt không hiểu. Giết bọn họ sẽ chỉ dẫn tới sự xuất hiện quá sớm của nhân vật lớn phía sau lưng họ, bây giờ cục diện vẫn chưa bài bố xong, không thể quyết đấu chính diện quá sớm. Vậy nên thả cho bọn họ đi chỉ là kế hoãn binh của cậu Tiêu mà thôi, Đầu Nguyên Thánh Mẫu nhíu mày nói. Cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ cần mấy người bọn họ vẫn ở vùng ngoài lãnh thổ, bên phía bức tranh vũ trụ sẽ an toàn rất nhiều, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Thật ra anh từ lâu đã không bận tâm tới mấy người Hồng Ấn nữa rồi, ngược lại bên phía bức tranh vũ trụ vô cùng nguy khốn, đây mới là nơi mà Tiêu Chính Văn thật sự lo lắng. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn giao đấu với Dạ Ma Thiên thì cũng âm thầm đưa mấy sợi tơ đen vào trong cơ thể của ba người bọn họ. Chỉ cần bọn họ trở về, những sợi tơ đen đó không kéo dài ra thì còn tốt, một khi chúng kéo dài ra thì hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi. Chương 4994 tới lúc đó, bọn họ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Có điều, Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng không hỏi gì thêm nữa, với sự từng trải của bà ta. Đương nhiên hiểu rõ điều gì mình nên hỏi, điều gì không nên. Cậu Tiêu, người bên phía âm phủ muốn nói chuyện với cậu, Đầu Nguyên Thánh Mẫu đổi chủ đề. Lần này mặc dù âm phủ vì báo thù nên mới khai chiến trực diện với người của chư thiên thần giới, thế nhưng cũng giúp Tiêu Chính Văn được một việc lớn, nếu không thì trận chiến ngày hôm nay cũng sẽ không phát triển y như kế hoạch của Tiêu Chính Văn. Nếu như không có âm phủ âm thầm loại bỏ áp chế thì chỉ dựa vào mấy người Hồng Ấn căn bản chẳng thể xông vào âm phủ, càng không tới được sông huyết dục. Cũng tốt, mọi người cũng nên ngồi lại nói chuyện rồi, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Cậu Tiêu, bây giờ qua đó luôn sao? Cậu không chuẩn bị gì à? Đầu Nguyên Thánh Mẫu bất ngờ lên tiếng. Dẫu sao khi trước Tiêu Chính Văn cũng từng có ân oán với hai người Sở Giang Vương và Tả Bạch Đào. Cũng là một kẻ khó đối phó có tiếng bên trong âm phủ,
lỡ như bọn họ nhân cơ hội này làm khó thì hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi. Cho dù đầu nguyên thánh mẫu đứng trước mặt Sở Giang Vương thì căn bản cũng chẳng được nể mặt, dẫu sao đối phương cũng là một trong số thập điện Diêm Vương. Không cần phải chuẩn bị, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không gây sự gì đâu, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Đầu nguyên thánh mẫu do dự một lát rồi vân dẫn Tiêu Chính Văn tới điện Sâm La bên trong thành Uông Tử. Điện Sâm La thật ra có khác biệt rất lớn so với điện Diêm Vương, nơi này thông thường chính là chỗ thập điện Diêm Vương đón tiếp khách quý. Có thể lựa chọn nơi này để gặp mặt Tiêu Chính Văn, điều này đủ để nhìn ra mức độ coi trọng Tiêu Chính Văn của âm phủ bây giờ. Xung quanh điện Sâm La được bố trí rất đông âm binh có thực lực cường hãn, cho dù là người yếu nhất trong số đó thì cũng có tu vi ở cảnh giới đại đế, xung quanh còn có vô số cao thủ ẩn nấp trong bóng tối quan sát động tĩnh bốn bể của điện Sâm La. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nếu đổi lại là người khác, chỉ riêng cảm giác áp chế khủng bố này đã khiến cho họ sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh rồi. Bên trong điện Sâm La, nơi nào cũng có thể nhìn thấy những võ sĩ đầu lâu thân xác đã thối rữa toàn bộ, cho dù bên trong đại điện đã đốt đàn hương, thế nhưng mùi xác thịt thối rữa vẫn sộc thẳng lên mũi. Ngay cả đầu nguyên thánh mẫu cũng không chịu được mà bịt mũi. Hai vị, xin thứ lỗi cho bản vương không ra tận nơi tiếp đón. Nói đoạn, thân hình của Sở Giang Vương đột nhiên xuất hiện, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn và đầu nguyên thánh mẫu. Cùng với sự xuất hiện của Sở Giang Vương, mấy người Tả Bạch Đào và đại tướng Dạ Xoa cũng đồng loạt bước ra từ trong màn sương đen. Các vị, mời qua bên này. Chương 4995, một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp làm một động tác tay tỏ ý mời với mấy người Tiêu Chính Văn, sau đó cầm một cái đèn lồng màu đỏ, dẫn mọi người đi vào trong đại điện Sâm Lan. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng của cô gái, khẽ nhíu mày, cảm thấy đã từng gặp cô gái này ở đâu đó. Cậu Tiêu, thoạt nhìn có phải rất quen mắt không? Sở Giang Vương cười nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn Sở Giang Vương, nhíu mày nói, cô ta là Lục Tiểu Thiến. Ừ, không sai, có điều cũng không hoàn toàn đúng. Nếu như cô ta thật sự là Lục Tiểu Thiến thì có thể nhớ ra cậu rồi, nhưng cậu Tiêu lại không phát hiện ra lúc cô ta nhìn cậu căn bản không có bất cứ ý thù địch nào sao. Lời nói của Sở Giang Vương khiến cho trong lòng Tiêu Chính Văn nhiều thêm mấy phần hoài nghi. Không sai, nếu như đối phương thật sự là Lục Tiểu Thiến thì tuyệt đối không thể tỏ ra hòa hảo với mình như vậy. Xem ra âm phủ này quả thực có vô vàn điều huyền diệu, chỉ là không biết cô ta là ai, hoặc là nói Lục Tiểu Thiến này có khác biệt gì so với Lục Tiểu Thiến trước đó. Tiêu Chính Văn lên tiếng hỏi. Cậu Tiêu chắc đã từng nghe nói tới hai chữ hồn ma rồi nhỉ? Rất nhiều người trong thế tục bọn cậu đều từng tận mắt nhìn thấy người thân đã mất của mình. Vậy nên mới có cách gọi hồn meo, Sở Giang Vương khẽ cười nói. Thự Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, chắc hẳn bên trong có điều huyền diệu khác nhỉ. Sở Giang Vương nghe vậy thì phá lên cười lớn, nói cậu Tiêu, còn nhớ ngày đó cậu giết tôi thế nào không? Theo lý mà nói thì tôi đã chết từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ cậu và tôi lại có thể nói chuyện cười đùa với nhau, cậu không cảm thấy thú vị sao? Ý của ông đang muốn nói tới Thượng Quân Hậu Thổ, Tiêu Chính Văn đột nhiên nghĩ tới những lời mà Đầu Nguyên Thánh Mẫu nói với mình khi trước. Chỉ cần Thượng Quân Hậu Thổ chưa bị tiêu diệt thì Thập Điện Diêm Vương vĩnh viễn không chết. Không sai, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là hiển hóa của Thượng Quân Hậu Thổ, bao gồm tôi, cũng bao gồm cả Hắc Dạ Xoa và Lục Phán, Sở Giang Vương nói đầy ẩn ý. Sở Giang Vương nói thế khiến Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thật ra trong âm phủ quả thật sẽ có vài người của dương gian, cũng có âm hồn của người mới chết ở dương gian, nhưng người sống trong âm phủ chưa chắc đều là thần hồn. Còn có vài người là do Thượng Quân Hậu Thổ biến ra, giống như Lục Tiểu Thiến lúc nấy, mặc dù giống hệt Lục Tiểu Thiến mình đã gặp trước kia nhưng trong đó đã không phải là thần hồn của Lục Tiểu Thiến nữa. Hay nói cách khác, cô ta chỉ là một cái xác mà thôi. Hóa ra là thế. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Sở Giang Vương mới nở nụ cười, sau đó chỉ vào đại điện phía trước nói, anh Tiêu, anh ba đang đợi hai người. Nói rồi làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo, sải bước đi lên bậc thang đi về phía đại điện. Đi đến quảng trường nhỏ trước đại điện, có hơn 10 Dạ Xoa cao vài trượng, tướng mạo rất hung dữ, tay cầm xiên thép đứng phân ra hai bên, chỉ xét về khí thế đã khiến người khác có cảm giác rùng mình. Anh Tiêu, mời.
Lục Tiểu Thiến đi phía trước dẫn đường lại quay người lại, làm động tác mới với Tiêu Chính Văn. Chương 4996 cô ta vừa dứt lời, đại tướng Dạ Xoa bước ra từ trong đại điện, chắp tay với Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, mời. Mặc dù trước đó Tiêu Chính Văn từng có ân oán với âm phủ nhưng lần này Tiêu Chính Văn đã giúp âm phủ rất nhiều, cũng chính là trả thù một kiếm cho đại tướng Dạ Xoa. Thế nên đại tướng Dạ Xoa cũng cực kỳ nhiệt tình với Tiêu Chính Văn. Đại tướng Dạ Xoa, đầu nguyên thánh mẫu chắp tay chào đại tướng Dạ Xoa. Mọi người đều là người một nhà, không cần khách sáo, mời vào trong, mặc dù đại tướng Dạ Xoa có tướng mạo hung dữ nhưng làm người rất ngay thẳng phóng khoáng, điều này hoàn toàn trái ngược với đám học giả ngoài mặt thì lương thiện nhưng bên trong lại độc ác ở ngoài lãnh thổ. Đại tướng Dạ Xoa khách sáo quá rồi, đầu nguyên thánh mẫu mỉm cười gật đầu nói. Ha ha, trước kia giữa chúng ta có thể xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Sau này nếu có gì cần đến hắc quỷ tôi thì đầu nguyên thánh mẫu chỉ cần nói là được. Hắc quỷ tôi vẫn còn chút mặt mũi ở trước mặt thập điện Diêm Vương và âm tư. Cậu Tiêu, bên trong đã chuẩn bị sẵn trà thơm, mời. Nói rồi đại tướng Dạ Xoa lại xoay người nói với Tiêu Chính Văn. Nghe thế Tiêu Chính Văn cũng không cảm thấy gì, mà đầu nguyên thánh mẫu lại hơi ngơ ngác. Đại tướng Dạ Xoa không phải có chút thể diện ở âm phủ mà là có địa vị cực lớn. Phải biết là những Dạ Xoa tuần hành ở cả âm phủ đều là người dưới trướng của ông ta, ngay cả sứ giả câu hồn cũng phải kính sợ đại tướng Dạ Xoa. Âm tư càng phải đối đãi với đại tướng Dạ Xoa như khách quý. Một câu hứa hẹn này không là gì với Tiêu Chính Văn, dù sao anh không sống ở âm phủ nhưng với đầu nguyên thánh mẫu thì khác, chỉ một câu nói thôi đã đồng nghĩa với việc bà ta có thêm một chỗ chống lưng vững chắc ở âm phủ. Thậm chí đầu nguyên thánh mẫu không dám tin vào tai của mình. Hơn nữa đại tướng Dạ Xoa là một người nóng tính có tiếng ở cả âm phủ, ông ta có bao giờ khiêm tốn lễ phép với người khác đâu. Huống hồ Tiêu Chính Văn không có bất kỳ căn cơ và chỗ chống lưng ở âm gian. Nghe nói đại tướng Dạ Xoa là người mà ngay cả thập điện Diêm Vương không dám chọc vào, mà bây giờ lại có thể nói là cực kỳ cung kính với Tiêu Chính Văn. Hai vị, không thể đón từ xa thật xin lỗi. Mong hai vị lượng thứ, vật chất ở âm phủ có hạn, mong cậu Tiêu đừng trách. Đi vào đại điện, phán quan mặt đen đứng lên tiếp, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn. Phán quan khách sáo rồi, Tiêu Chính Văn mỉm cười, đáp lại. Phán quan mặt đen quay lại nhíu mày nói với mấy người thị nữ nói, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi lấy thiên hương hòe mà nương nương của hậu thổ tặng ra cho cậu Tiêu thưởng thức. Mấy thị nữ vội xoay người đi đến điện phụ. Thiên hương hòe. Chương 4997 nghe đến mấy chữ này, đầu nguyên thánh mẫu lại khá ngạc nhiên. Nghe nói thiên hương hòe này sinh trưởng ở nơi cực tối của âm phủ, cũng chính là cực địa mà thượng quân hậu thổ tu luyện, hơn nữa loại trà này cứ 3.000 năm mới có thể hái một lần, trên thế gian này cũng chỉ có một cây thiên hương hòe. Không nghĩ cũng biết mức độ quý hiếm của loại trà này, thậm chí ngay cả thập điện Diêm Vương bình thường cũng không nỡ uống. Mà giờ lại lấy ra mời Tiêu Chính Văn. Lúc này một người đàn ông mặt đen ngồi bên cạnh bàn cũng đứng lên chắp tay với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu đã từng gặp Lục Phán rồi, tôi cũng không giới thiệu nữa, vị này là Tân Quảng Vương của Điện thứ ba, Sở Giang Vương chỉ vào người đàn ông mặt đen đó rồi giới thiệu cho Tiêu Chính Văn. Thất lễ rồi, nói rồi Tiêu Chính Văn chắp tay với Tân Quảng Vương. Cậu Tiêu đừng khách sáo, mời ngồi. Giọng Tân Quảng Vương khá trầm ấm lộ ra vẻ uy nghiêm, cộng thêm gương mặt đen như than, dĩ nhiên khiến người ta có cảm giác không giận mà nghiêm. Vừa dứt lời, mấy thị nữ đem trà lên đại điện, tách trà đầu tiên đưa cho Tiêu Chính Văn, hương thơm của trà tỏa ra khắp nơi, chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy tinh thần thoải mái. Trà rất ngon, Tiêu Chính Văn bưng tách trà lên nhấp một hớp, khen ngợi nói. Nếu cậu Tiêu uống thấy ngon thì tôi tặng cậu Tiêu gói trà này xem như quà gặp mặt. Nói rồi đại tướng Dạ Xoa lấy một hộp gỗ làm bằng đàn hương ra, bên trong ít nhất gần nửa cân thiên hương hòe. Lần này không chỉ đầu nguyên thánh mẫu sửng sốt mà ngay cả Tân Quảng Vương và Sở Giang Vương cũng ngây người. Hộp trà này là hộp trà mà đại tướng Dạ Xoa vừa giành lấy từ tay hai người họ, hơn nữa bên trong toàn bộ là trà dự trữ của hai người. Chỉ điều này thôi cũng có thể thấy đại tướng Dạ Xoa có thiện cảm với Tiêu Chính Văn nhiều thế nào. Nguyên nhân không có gì khác,
chỉ là vì trước đó thất bại trong tay Dạ Ma Thiên khiến đại tướng Dạ Xoa ăn ngủ không yên. Nếu không có Tiêu Chính Văn giúp đỡ, ông ta không thể trút được cơn giận này. Hôm nay không chỉ trút được giận mà còn đánh cho đám người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên bán sống bán chết, cuối cùng nếu không nhờ nhân vật tâm cỡ đằng sau họ ra tay, e là bốn người này cũng đừng mong chạy thoát khỏi âm phủ. Tải app NoLA để đọc full và miễn phí nhé. Cảm ơn nhiều, nhưng quân tử không giành đồ người khác yêu thích, Tiêu Chính Văn lắc đầu, hành động nhìn chăm chăm vào hộp gỗ nhỏ của Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương có thể thấy hộp lá trà này rất quan trọng đối với họ. Cậu Tiêu nói đúng thật, khuôn mặt đen của Tần Quảng Vương hơi tái giật lấy hộp đàn hương từ tay đại tướng Dạ Xoa, sau đó giấu vào trong ngực giống như cấu giấu bảo bối. Nhìn thấy thế, Đầu Nguyên Thánh Mẫu cười nhạo, không ngờ Thập Điện Diêm Vương lại có một mặt đáng yêu như thế. Tôi có một chuyện muốn hỏi, mong các vị có thể giải đáp, Tiêu Chính Văn nhìn mọi người nói. Cậu Tiêu có gì cứ nói, hắc quỷ tôi chắc chắn biết gì cũng nói, đại tướng Dạ Xoa nói. Không biết tại sao các vị phải tấn công vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí còn muốn đánh sang giới thế tục, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Chuyện này, chương 4998 đại tướng Dạ Xoa nhìn Tân Quảng Vương, thở dài nói, thật ra bọn tôi cũng không biết tại sao phải tấn công vùng ngoài lãnh thổ, chắc cậu Tiêu cũng nhìn ra vùng ngoài lãnh thổ không hề thân thiện với bọn tôi. Nhưng phía trên có lệnh, bọn tôi đâu dám không nghe theo. Ồ hai, Tiêu Chính Văn cau mày. Những người đang ngồi ở đây không phải là Thập Điện Diêm Vương thì là Đại tướng Dạ Xoa, họ vẫn còn cấp trên sao? Đúng thế, có lẽ cậu Tiêu hiểu lầm, mặc dù bọn tôi là Thập Điện Diêm Vương nhưng chỉ quản lý một vài việc vặt thôi, chỉ có thể xem là quản lý ẩn chung ở âm phủ. Người bên trên ngoài bảo bọn tôi nghe ngóng chuyện di tích Long tộc, còn bảo bọn tôi tìm năm quả tim rồng. Chẳng qua bọn tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó, đi đâu để tìm đây? Còn nữa, thật ra quản lý cấp cao âm phủ cũng bị người khác chỉ huy, tôi dám đảm bảo chắc chắn nương nương hậu thổ cũng không biết chuyện này. Sở Giang Vương giải thích cho Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ họ không cần thẳng thắn với Tiêu Chính Văn những bí mật quan trọng này, nhưng hôm nay nhờ có Tiêu Chính Văn, họ mới có thể mở mặt mở mày, báo được thù. Hơn nữa họ cũng nghe nói đến danh tiếng ở thế tục của Tiêu Chính Văn, không chừng Tiêu Chính Văn biết được tung tích của năm quả tim rồng. Và lại, với thực lực của Tiêu Chính Văn, có quan hệ tốt với anh thì cũng có lợi với những người ngồi đây. Nghe Sở Giang Vương nói xong, Tiêu Chính Văn cảm thấy ngạc nhiên. Có thể nói âm phủ là sự tồn tại song song với ngoài lãnh thổ và thế tục, rốt cuộc là thế lực nào đáng sợ như thế, có thể buộc âm phủ bán mạng cho họ. Khi Tiêu Chính Văn định hỏi tiếp, bên ngoài đại điện bỗng nổi lên một cơn gió, sau đó một người đàn ông cao lớn mặc đồ trắng, mặt trắng bệch xông vào đại điện. Đông vui thật đấy, không biết vị khách quý này tên họ là gì, người đàn ông mặt trắng quái gở hỏi. Người đàn ông mặt trắng vừa nói thế, sắc mặt mấy người Sở Giang Vương đều thay đổi. Chỉ nói về tu vi của người đàn ông mặt trắng thì dù là vài thị nữ đó cũng có thể đánh hắn thành đống hỗn độn, nhưng hẳn lại dám chất vấn mọi người bằng giọng điệu quái gở này chứng tỏ đằng sau hắn có người chống lưng. Ác Lai! Cậu có ý gì? Sở Giang Vương đập bàn đứng lên tức giận nói với người đàn ông mặt trắng. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là khách quý của họ, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên có người chạy đến quấy phá, rõ ràng chẳng nể mặt Diêm Vương là ông ta gì cả. Không chỉ Sở Giang Vương cảm thấy không vui mà mấy người đại tướng Dạ Xoa cũng tràn đầy vẻ tức giận. Hừ, có khách quý đến tận cửa, tất nhiên gia chủ tôi đây không thể đón tiếp tận tình sao? Nói rồi người đàn ông mặt trắng bưng một tách trà lên nhấp một hớp. Âm phủ có Thập Điện Diêm Vương, cũng có các bộ âm tư, hai bên không liên can gì đến nhau, nước sông không phạm nước giếng, đây là quy tắc từ xưa đến nay. Nói chính xác hơn, đến bây giờ giữa Thập Điện Diêm Vương và các bộ âm tư cũng là quan hệ bình đẳng, mọi người đều không phục tùng ai cả. Chương 4999 mà tiếp đón Tiêu Chính Văn cũng là tự do của Thập Điện Diêm Vương. Không cần báo với các bộ âm tư. Những lời Ác Lai vừa nói tức là không xem Thập Điện Diêm Vương ra gì. Cậu Tiêu là khách quý mà hắc quỷ tôi mời đến, tôi muốn xem thử ai dám bắt cậu ấy rời khỏi đây. Dạ Xoa tuần tra đâu? Đại tướng Dạ Xoa tức giận hét lên, mấy mươi Dạ Xoa thân hình cao mấy trượng, mặt mày hung dữ, tay cầm cây xiên chạy vào đại điện xâm la. Hừ, đừng làm cái trò này ra hù dọa người khác chứ.
Hiện giờ âm phủ do âm tư nắm quyền, hơn nữa thân là đại tướng Dạ Xoa, ông biết rõ quy tắc ở âm phủ hơn ai hết mà. Ác Lai cười nhạo nói, khinh thường nhìn mấy mươi tên Dạ Xoa ở đằng sau. Nếu đại tướng Dạ Xoa dám động vào hẳn, đâu cần Dạ Xoa tuần tra phải ra tay, chỉ mấy thị nữ đứng bên cạnh cũng có thể lấy được mạng của hắn. Hơn nữa âm phủ đúng là có luật bất thành văn, bất kỳ ai đến âm phủ làm khách đều phải đến âm tư, sau đó đến Diêm Vương. Hơn nữa trận chiến với chư thiên thần giới hôm nay, bên âm phủ cũng có tổn thất, ngay cả tường thành ở thành Uông Tử cũng sụp rồi, âm tư sao có thể không hỏi rõ chuyện này được. Các vị, hôm nay đánh cũng hăng quá nhỉ, tường thành Tây Nam ở thành Uông Tử đã sụp, dù sao cũng phải giải thích với âm tư một tiếng chứ. Nghe Ác Lai nói thế, sắc mặt mấy người Sở Giang Vương trở nên khó coi. Theo quy tắc của âm phủ, trận chiến với chư thiên thần giới quả thật nên báo với bên âm tư một tiếng trước, hơn nữa tường thành ở thành Uông Tử bị sụp, bên thập điện Diêm Vương cũng không thể không nói gì. Về tình về lý, hôm nay bên âm tư đều chiếm ưu thế. Ngay cả đại tướng Dạ Xoa tính cách nóng nảy lúc này cũng không còn gì để nói. Các vị, mời, các bộ âm tư đều đang đợi các vị. Nếu để các đại nhân ở các bộ đợi lâu, chuyện hôm nay coi như không được bỏ qua dễ dàng, Ác Lai lại quái gở nói. Các bộ âm tư, sắc mặt Tân Quảng Vương thay đổi, xem ra to chuyện rồi. Các bộ âm tư biết chuyện, dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, khai chiến với chư thiên thần giới, lại làm tổn thất tường thành ở thành Uông Tử, dù sao cũng phải cho các vị đại nhân một lời giải thích hợp lý chứ. Ác Lai cười mỉa nói. Nghe thế Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng hơi lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Nói chung các bộ âm tư là một nhóm người nắm giữ quyền hành trong cả âm phủ, mà những người này ngày thường đều rất bận rộn, gần như không hề qua lại với nhau. Nhưng hôm nay lại tụ họp lại vì Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đầu Nguyên Thánh Mẫu chưa kịp lên tiếng, phán quan mặt đen đã nói, cậu Tiêu, chuyện này đúng là không liên quan đến bọn tôi, cậu đừng hiểu lầm. Dù sao trước đó Tiêu Chính Văn cũng đã từng kết thù với Sở Giang Vương và Tả Bạch Đào, bây giờ hiểu lầm mấy người họ bầy mình cũng là chuyện bình thường. Chương 5000 nhưng dù là Sở Giang Vương hay Tả Bạch Đào, từ sau trận chiến hôm nay cũng chưa từng nghĩ muốn trả thù Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh để tách trà xuống nói, muốn tôi sang đó cũng được, nhưng anh bảo họ nghĩ cho kỹ, nếu Tiêu Chính Văn tôi sang đó, chuyện hôm nay e là khó có thể yên ổn. Dứt lời. Tiêu Chính Văn lại rót một tách trà nữa, nhấp một hớp. Hừ, Tiêu Chính Văn, anh nghĩ đây là đâu? Âm tư có lệnh mời cậu Tiêu lập tức đến núi Minh Giới. Ác Lai cười nhạo nói. Ồ, đây là anh nói đấy. Mong anh đừng hối hận. Nói rồi Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng lên. Cậu Tiêu, đừng tức giận quá mà làm liều, Sở Giang Vương vội bước đến kéo Tiêu Chính Văn lại. Âm tư là thế lực cực lớn ở âm phủ. Nhất là hơn 1000 năm gần đây, cả âm phủ gần như đều do âm tư cai quản, ngay cả thập điện Diêm Vương cũng phải nể mặt. Ngộ nhớ Tiêu Chính Văn trúng bẫy của đối phương thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Dù sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn có mạnh cũng không thể đỡ được chiến thuật bánh xe của vô số âm binh ở âm phủ, dù là sức mạnh sao trời của Hồng Ấn cũng chưa chắc có thể giết được một tên âm binh nào. Dù âm binh yếu nhưng lại là sinh vật trường sinh. Tiêu Chính Văn lại là người họ tự mình mời đến Bảo Điện Xâm La, thế nên cho dù thế nào, họ cũng phải bảo vệ Tiêu Chính Văn. Ít nhất không ai dám làm gì ở Điện Xâm La, nơi này từng là địa bàn của Thượng Quân Hậu Thổ, gây chuyện ở đây tức là không xem Thượng Quân Hậu Thổ ra gì. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không nể mặt âm tư, thì âm tư tuyệt đối có thể bao vây Đại Điện Xâm La theo quy tắc của âm phủ, chỉ cần Tiêu Chính Văn bước ra khỏi Bảo Điện Xâm La nửa bước thì có thể sẽ chết trong vòng vây. Ác Lai, nơi này là Bảo Điện Xâm La, dù chủ tử của cậu có đến cũng không dám làm phản ở đây nhỉ, Tân Quảng Vương sầm mặt tức giận dạy dỗ. Dĩ nhiên là không dám, nhưng nếu một số người nào đó ngông cuồng quá mức, e là cũng chẳng bước ra khỏi Bảo Điện Xâm La được đâu, nói rồi Ác Lai quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Tùng tùng tùng, tải app NoLA để đọc full và miễn phí nhé. Bên ngoài Bảo Điện Xâm La bỗng vang lên tiếng chống chiến. Ai đang đánh trống vậy? Đại tướng Dạ Xoa đứng phát dậy nhìn ra ngoài Điện Xâm La. Đó là tiếng trống âm phủ nghênh chiến với kẻ địch, chỉ có khi âm phủ gặp đại nạn mới đánh trống,
bây giờ tiếng trống này vang lên bên ngoài điện Sâm La rõ ràng là đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. Chiến bộ âm tư có lệnh bao vây bảo điện Sâm La, Ác Lai cười nhạo nói. Ngay sau đó, mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời bảo điện Sâm La, vô số âm binh lập tức bao vây chặt bảo điện Sâm La. Cậu dám, đại tướng Dạ Xoa nổi giận, bên ngoài điện là hàng triệu âm binh. Rõ ràng là đang đe dọa khách của ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.